Được rồi. Nói cho chị cái gì? Cái tính hay sao? Lấy đồ trong góc. Đó, lấy mấy cây hạn trong đó đi. Lạ lạ tí, cho lại đi. Ok. Ra, mấy cây hạn trong đó đó. Chịu tới gửi đồ cho em chưa hả? Chị có inbox đơn cho em chưa? Inbox đơn thì chị gửi rồi ha mọi người ơi. Muốn thắc mắc gì? Thắc mắc về đơn hàng inbox cho em đừng hỏi trên livestream nha. Inbox chứ đừng gọi điện nha. Inbox cho livestream giùm em chứ. Đừng có hỏi trên live nha, đừng có dụng vậy mạnh lắm Trang ơi. Dạ đó. Mà sao cái cây kế mà em luyện? Luyện đại đi. Hello dạ. Chị Minh Hà, hello tất cả mọi người ha. Ai đang xem chấm bài cho em với mọi người ơi. Áo thái áo gì xả hết toàn bộ ngày hôm nay luôn nè. Rồi được rồi, nhớ được rồi, nó hết đấy nữa. Sơ mi gì em xả hết cho mấy chị luôn ha. Rồi mọi người vô đông chưa? Vô đông mình chấm cho em biết chứ mọi người ơi. Còn chút ở dưới quá trời. Đây, cô Tư con đây vậy. Chào chị Loan Trần. Hello mấy chị nha. Đơn hàng chốt hết rồi mọi người đừng có hỏi em nữa nha. Cái bầm bầm là xả hết. Xả đỡ bọc hết. Ừ. Để bọc là còn dí à mày ơi. Cảm ơn chị Thụy Nguyễn. Tầm năng mặt 350 nha chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa ơi. 350. 350. Dễ đẹp lắm chứ. Không đẹp không lấy tiền. Cái này cao nó. Rồi em lên hàng mọi người ha. Chia sẻ hết chưa này. Chia sẻ thì em lên hàng này. Ai ghim giá cho mẹ em đây này. Ghim giá em nha, mỗi thắc mắc đi đơn về đơn hàng inbox cho em nha, đừng hỏi cho mai. Ừ. Có đồ ngủ luôn nha, đập dị mặt 350 nha. Chia sẻ hộ em đi mọi người ơi, lên hàng 19k nha. Hôm nay sale một bữa 19k cho mọi người luôn. Chị bị chặn không chia sẻ được hả? Áo cho mọi người. Đó, một cái áo nha mọi người, ở trên là thun, ở dưới là khối KT đẹp lắm ha. 52 chứ là bạn vừa có hai màu đen và đỏ rồi. Chị nào lấy áo này trước màu mềm đen và đỏ nha, 19k luôn ha. 19k. Rồi 19k đen và đỏ nha. Rồi cảm ơn bà Tiên luôn. Ok. Hoa xoan vô hả? Hết son rồi hả? Lấy chị cây son sang rồi. Rồi áo này có trắng và đen, 52 chứ là bạn vừa mọi người ha. Ủa có đỏ và đen mọi người nha, đỏ và đen nè, hai màu. Chị nó lấy chốt nhanh giùm em 19k duy nhất một bữa nay nữa là cho hết hàng ha. Xả cho hết hàng ngày mai về hàng mới có chỗ để này. Ok chưa? Để em thay miếng son cho nó gọi là tươi tươi tí xíu mọi người ha. Giờ ngạt người quá. Cái son gì mà? Ủa đâu có cái áo hay vậy? Bơm đó. Nè, vô trang cá nhân của em chia sẻ, thì chia sẻ trên tường chia sẻ không được ha. Rồi 19k comment màu em mọi người, màu đen màu đỏ em 52 chứ lại là mình mặc vừa ha, vải đẹp lắm nha mọi người. Hàng em sale top kho nên là giá nó rẻ nha mọi người chứ không phải là hàng gì mà giá nó rẻ ha. Ok chưa? Rồi trắng và đen lấy chốt màu mà em nè, lấy cái ghế là để nè Sang ơi. Cái ghế ấy á. Trắng và đen giùm em nè, ở lộn đỏ và đen lộn. Mua đi chứ ơi, đỏ cho ngày mai nắng lên này. Ngày mai nắng lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Mấy chị nhớ lấy cho em 5 sản phẩm để em tiếp nha mọi người ơi. Em chưa có ship liền đâu. Chị cứ mua đi nha. Cái này thứ hai mới chốt hàng mọi người mua đi nha. Ngày
ngày mai nắng lên này. Năm sản phẩm đang trắng chị Nguyễn Hà này. Mấy cái mặt hàng 19k này năm sản phẩm em mới ship nha. Chồng ta đi đâu rồi trời. Hết rồi nha, mẫu đó hết mọi người ha, mẫu đó hết. Rồi mẫu này có trắng và đen, lấy số chốt số 1 kèm màu 55 cứ là bằng vừa này. Thêu cái nón đẹp vô mọi người, thêu nguyên một cái nón mọi người nhìn rất là đẹp luôn ha. 55 cứ là bằng vừa này, lấy chốt giùm em số 1 kèm màu nha. Số 1 kèm màu nha, mẫu đó hết rồi nha mọi người ơi. Trắng và đen. Rồi, ai lấy không mình giùm em số 1 kèm màu trắng và đen nè mọi người ha, có hai màu luôn. Rồi comment giùm em mọi người ha, trắng và đen này. Chốt giùm em số 1 kèm màu mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ livestream để mình được hưởng với giá này nha. Rồi số 1 kèm màu giùm em, màu trắng và màu đen giùm em mọi người ơi. Mai bán hết luôn ha. Số 1 đen chốt chị Nguyễn Hà này. Nhớ chia sẻ livestream mình tăng tương tác nhiều nhiều và mình gọi là mọi người cứ chấm chấm cho em để mình tăng tương tác, mình không ẩn comment ha. Đầm em mặc là 350.000 chị Diệu Ngô, Diệu Ngô An Lạc ơi, đầm em mặc là đầm dạ hội ha. Một đen em hết rồi, còn một trắng gì đâu, lấy một trắng giùm em đi mấy chị ơi, lấy một trắng giùm em đi. Áo xanh 55 kg là bằng vừa áo xanh. Áo xanh 55 kg là bằng vừa nha, chị nào lấy chốt mã áo xanh giùm em nè. Áo xanh. Ngày mai nắng lên cho em xin địa chỉ nữa nha mấy chị, chắc lấy giùm em nha. À, cái gì áo xanh giùm em mọi người ơi, áo xanh này, số 1 trắng cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè, áo xanh này. Đơn trước em cho đi hết rồi nha. Mấy chị ơi, đơn mà em chốt cho mấy chị, em gửi. Em gửi bill cho mấy chị là em đã cho đi rồi nha mọi người, mọi người đừng hỏi em nữa nha. Áo đen phi xe là gì? Là gì chứ ơi? Cái áo này đẹp quá. 55 kg là bằng vừa mọi người nha. Cái này là tay cánh tiên nè mọi người, xòe ở dưới là đẹp chưa? 55 kg là bằng vừa, ai lấy chốt giùm em mã trắng nha. Lấy chốt giùm em mã trắng, mã trắng giùm em nha. Hàng em gửi bill cho mấy chị là em. Là em đã gửi hàng rồi nha mọi người ơi. Rồi chốt giùm em áo trắng nha. Lấy chốt mã trắng giùm em này. Em đang xả kho 19k nha chị bé Quỳnh ơi. Nó cứ mình like cái này là kêu mình like cái kia tại còn thế. Ôi cá này đẹp ghê trời. Cá này đẹp quá. Đẹp. Nè. Cá này mặc thêm một cái áo hay với chồng đẹp. Trắng cho Saraka này. Ok Saraka nha. Không có 65-70kg đó chị ơi. Rồi 52 chứ là bằng thường cái áo kiểu mọi người nha. Mọi người mặc với áo ống ở trong mọi người. Mặc với áo ống ở trong rất là đẹp nha. 52 kg là bạn vừa, lấy chốt em mã caro. Mã caro mà em nha, 52 kg là bạn vừa mã caro. Mã caro mọi người nha, đẹp lắm luôn, mặc những cái áo ống ở trong hoặc cái áo hai dây trong là đẹp kỳ tuyệt vời luôn ha. Mã caro giùm em nè. Mã caro giùm em nha mọi người ơi. Hôm nay lên trễ. Mã caro, trời mấy cái áo thun thái nó sale luôn nè, có mấy cái áo thun thái nè. Em là em sao túi thái mọi người yên tâm ha, đầm váy áo thì có hết rồi toàn bộ ha. Cái gì mới nãy gì mã caro không, mã caro nha, thầm em mã caro này. Chia sẻ lên 150 người em tặng quà nha. Quần giả váy size M, quần giả váy size M nha mọi người, lấy chốt em mà, lấy chốt em mã quần nha, quần váy size M này. Ok mấy chị nhớ tương tác nhiều nhiều để không ẩn comment sang mình hỏi cứ đâu. Rồi quần giả váy size M mọi người ha, quần này vải không đẹp không lấy tiền nha mọi người, còn có một cái size M xả luôn, lấy chốt mã quần này. Còn hàng em nhập 30 mấy ngàn em sale cho mấy chị luôn á. Mã quần. Mã quần giùm em nha. Đưa họ đi coi có cộng comment không. Nó qua tới là lo tội leo. Kỳ ghê. Phạm Phương May hồi lúc bom hàng đúng không? Đúng không? Giờ vô đặt hàng cái gì? Quần cho Lưu Tuyết Trinh. Tôi nhớ dai lắm, ai mà bấm hàng từng bấm hàng tôi nhớ dai lắm. Đừng có hồng vô đây đặt hàng được. 19k chị hệ thống messenger 19k nha, quần cho Lưu Tuyết Trinh nè.
chưa thấy ai chia sẻ hết nè mọi người ơi. Quần cho chị Lưu Tuyết Trinh nha, sang đi cho Lưu Tuyết Trinh chị. Hồi em nhớ dai lắm, ai từng bấm hàng của em đã biết rồi. Em chứ không muốn chửi thôi. Nên đừng có vô đặt hàng nữa nha, để em hồi em chửi đấy. Áo hồng cho mọi người 55 cứ là bằng vừa áo hồng nè, đẹp tuyệt vời luôn, hàng này giống như Thung Thái cho mọi người, đẹp lắm nha. Quần em hết nha, 55 kg là bằng vừa áo hồng. Lấy chốt em mã hồng nha. Gọi nó bao luôn. Hết. Mã hồng nha mọi người ơi, cái gì? Mã hồng giùm em nha, 19k mọi người ơi, đang sale 19k, có ghim giá mọi người chú ý nha. Chú ý ở dưới giùm em ha, để mình được mua với giá sale này. Áo hồng giùm em nha. Em xả kho nốt bữa nay nữa mấy chị ha. Áo hồng nó có quần có đầm có váy gì hết, nó tùm lum hết á. Em chỉ em bóc điểm xả đó này, tại vì nó còn nhiều hàng quá, xả là nó hết nha. Áo hồng cho Khờ Khảo Khanh này, Khờ Khảo Khanh này, ok. Khờ Khảo Khanh nè mọi người, nhớ chia sẻ livestream để mình được cũng giá ưu đãi này nha mọi người ha. Nay là xe cút luôn này. Rồi 55, 56 cứ lại bằng vừa áo nhung kim sa giùm em nè, có màu đen, màu đỏ nè, 56 cứ lại bằng vừa ha. Lấy chỗ màu em nè, đen và đỏ áo nhung nha bạn chị ơi. Nó nhìn mấy cái hàng này đi, hàng này em nhập toàn là 30 mấy ngàn, bán cho mấy chị giá 45, ngày hôm nay em sale luôn ha, 19 ngàn ha. Rồi màu đen và màu đỏ 56, 57 cứ lại bằng vừa, lấy chút màu giùm em nha. Hai màu áo kim sa đen và đỏ, còn mấy cái nữa chị đã chốt chốt nó em đi nè. Em xả kho cho nó thành công luôn, mai hàng về có chỗ để mấy chị ơi. Rồi đen và đỏ em nha mọi người ơi. Bán này là bán lỗ vốn mà vẫn thôi bán nha mấy chị nè. Thương em thì chia sẻ cho em đi nha. Rồi áo đen và đỏ mọi người comment giùm em đen hoặc đỏ mọi người ha, kim sa. Mai xả hết luôn. Không chia sẻ không được đâu, nói chung không chia sẻ em kiểm tra em không có bán đâu nha chị. Ngày mai nắng lên thôi, hàng đơn là em bỏ lại hết luôn á. Đen đỏ chốt cho bé Quỳnh này, đen cho Dương Lê này, em xả đơn ra luôn á chị ơi. Không chia sẻ em không bán nha, em xả đơn ra luôn á, em kiểm tra đơn mà không chia sẻ là em bỏ hàng ra luôn, em không có chốt đâu á. Đen đỏ cho Luyến Vũ nè, đen đỏ cho chị Luyến Vũ không chị. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm cũng được nha mọi người nha. 55kg là bằng vừa áo hồng. Lấy chốt em mã hồng, 55kg mã hồng giùm em mọi người nha. Tất cả ngày hôm nay đồng giá 19k cho chị nào chia sẻ đã xin 3 lần mọi người nha. Không chia sẻ em không bán luôn, chứ không phải là giá đó nữa mà không bán luôn. Không bán chứ không phải bán giá khác mà là không bán luôn nha. Áo hồng này, áo nhung kim sam hết rồi nha. Chia sẻ gãy tay là đền, trời ơi chia sẻ 3 lần thôi, chia sẻ nhiều quá nó chặn nó chơi. Chia sẻ nhiều quá nó chặn đó nha. Rồi áo hồng giùm em mọi người nha, áo hồng. Hàng đẹp đẹp không mày. Bị tồn rớt lại này. Không nha, ngày mai nắng lên đó, không chia sẻ em không bán nha. Còn địa chỉ em không, tí em vô đưa cho, còn địa chỉ của bé Quỳnh nha. Rồi cái này là quần giả váy nha mọi người ơi, 53 cứ là bằng vừa, lấy chốt mã quần ha. Quần giả váy mọi người 53 cứ là bằng vừa nè, lấy chốt em mã quần mọi người nha. Mã quần nha. Ủa mà mắc gì mọi người không chia sẻ nha. Đâu ảnh hưởng gì đâu không. Mình chia sẻ đâu ảnh hưởng gì đâu nhờ. Đâu có tiền. Đâu có tiền đâu mà không chia sẻ là sao không hiểu nổi luôn á. Chia sẻ nó có mất cái gì đâu trời. Em chốt đơn thấy có nhiều chị không chia sẻ lắm. Quần nha mọi người, không em áo quần này. Mình chia sẻ mình đâu mất cái gì đâu ta. Mình đâu mất cái gì đâu. Rồi 53 chứ là bằng vừa áo xanh. Áo xanh giùm em nha, áo này không đẹp cực kỳ luôn á. 53 chứ là bằng vừa áo xanh nha mọi người ơi. Lấy chỗ em áo xanh nha. Quần cho Quỳnh Trâm nè, Quỳnh Trâm cho số điện thoại địa chỉ luôn nha Quỳnh Trâm ơi. Áo xanh giùm em nha.
Rồi áo xanh mọi người ơi. Trời ơi mình chia sẻ đâu có mất cái gì đâu, chia sẻ cho em đi nha. Làm mặc 350 nha. Làm em mặc là 350.000 nha. Phạm Vàng là ai vậy? Phạm Vàng có phải Ngọc Hoàng Phạm không này? Rồi áo xanh giùm em mọi người, áo xanh mới vừa like một cái áo xanh phong thái này tuyệt vời. Rồi 55kg là bạn vừa áo hồng mọi người nha. Đây này thun co giãn đẹp tuyệt vời luôn mấy chị ơi, áo hồng giùm em nha. Áo hồng này đẹp tuyệt vời ông mặt trời mấy chị, thun này thun co giãn phong thái vậy nha mọi người ơi. Chia sẻ vào nhóm được nha bé mèo ơi, áo hồng. Chia sẻ vào nhóm chụp màn hình là gửi em ha, áo hồng này. Chia sẻ vào nhóm được nha. Chị kia em giữ đơn, em giữ đơn nha. Chị Phạm Vàng ơi chưa có gửi đâu. Chị nào kia em giữ đơn là em giữ lại đó, em chưa gửi đâu nha. Ok Quỳnh Trâm thấy thông tin nè, ok em nha. Cảm ơn chị hệ thống Messenger nha, mấy chị chia sẻ cho em là em cảm ơn rất nhiều luôn ha. Áo hồng giùm em nè mọi người ơi. Mọi người cứ comment chấm 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 lên cho bài nó nổi lên giùm em ha. Áo đen áo trơn biết là cái gì. Em chốt đơn là em cho đi đơn rồi nha mọi người ơi. Mọi người có thấy em không mà chấm chấm bài tương tác với em với. 56kg là bạn vừa áo đen nha mọi người ơi, áo đen. 56kg là bạn vừa áo đen đó chứ em áo đen nha. Váy em mặc có bán nha chị Nguyễn Hằng Nga ơi. Váy em mặc là 350 nha, chào Phương Lê nha. Mấy chị ơi đơn mà em chốt hết là em cho đi rồi mọi người ha. Đơn em chốt em gửi bill cho mấy chị là em cho đi đơn rồi đó mọi người ơi. Rồi áo đen này. Mình tập trung mua hàng giùm em đi nha mọi người. Này ai muốn coi làm em mặc em đứng lên cho xem này. Đây là mấy chị. Làm em mặc nha 350.000. Chị nào thích thì chốt đầm em mặc ha. 55kg lại là mình mặc vừa đầm này ha. Áo đen cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè. Cảm ơn chị Thảo Trần Thị nha. Phương Lê lâu không gặp em. Em mới đứng lên đó chị Hằng Nga ơi. Nguyễn Hằng Nga ơi. Đây nè em để xa cho mọi người coi dáng cái đầm này xong rồi. Đây nè mọi người ơi. Này nha. Cái này em 1m62. Mấy chị coi nè em 1m62. Mặc dài tới đây nha mọi người. 1m62 nha em, 1m62 mọi người ha. 1m62 nha. Rồi em lên tiếp nha mọi người nha. Nay một xét sale cho mấy chị luôn nè. Một xét luôn nha mọi người, xét này đấy mấy chị ơi, hàng em đang bán bình thường 45.000 mai xả hết luôn ha. Rồi 51kg là bạn vừa một xét chân váy bút chì và một cái áo thun mọi người ha. Đó lấy chốt giùm em mã xét. Xét giùm em nha, tối nay bán trễ xe cho mấy chị cho vui ha, mã xét giùm em nè. Thuộc view hoài luôn á trời, mã xét nha. Xét cho Lưu Tuyết Trinh này. Giờ 3 ngày em chốt đơn, bây giờ thứ hai mới chốt nè, giờ hàng từ bữa nay là thứ hai mới chốt đơn nha. Maxi 55kg là bạn vừa maxi nhúng nè mọi người ha. Maxi nhúng rất là đẹp nha mọi người. Đó 55kg đâu lại mọi người ha, mặc như thế này nha mọi người, 55kg là bạn vừa maxi nhúng. Ê! Quá! Ê! Sao rồi? Tôi vô trong rồi. Chuột hả? Ừ, bỏ trong. Bỏ đây nè. Xét em hết rồi nha mấy chị ơi, xét em hết rồi. Rồi đỏ nha, comment giùm em đỏ nè. Đỏ giùm em nha. Tưởng là chị la cái gì. Hả? Chuột chào ba, hơi chú nhắc con khỉ. Đỏ nè mọi người ơi, đỏ nha, comment giùm em đỏ nè. Hết rồi mấy chị nha. Xét em hết rồi chị Văn Thúy thôi. Ai comment trước thì em để mọi người tương tác với em nhiều 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 vào. Mình cấm cho em, mình chia sẻ cho em tương tác nhiều vô thì không bị ẩn comment thứ nhất thứ hai là mình comment mình nổi lên trên ha. Dâm mọi người ơi, dâm này 50kg là bằng vừa mã dâm. Dâm rớt tay mọi người ha, đính đám bên hông nè, mã dâm giùm em nha. Có cái hàng nút chính giữa dễ thương cực kỳ luôn ha. Mã dâm chị là lấy trước mã dâm giùm em nha.
Nã dùm. Phải mặc cái đầm ngắn là tiêu rồi đó. Mặc cái đầm ngắn là tiêu rồi đó. Hên là mặc cái đầm dài đó. Mở điện thoại ra chia sẻ cho tới tới các bạn. Mãi dâm mọi người nha. Dâm trong Nguyễn Thị Tuyết Hoa luôn này. Sao mọi người không thấy comment gì hết ta? Áo thun trơn màu đen 55kg đổ lại là mình mặc vừa ha. Áo thun trơn màu đen 55kg đổ lại ra rất là đẹp mọi người ha. Đó, lấy chốt giùm em mà áo đen. À, cho em xem cái váy xám sau lưng chị. Váy xám mà ta. Một cái này hả? Đâu có cái váy nào là xám hả ta? Này là cái chân váy. Cái váy xám nè chị ơi, đen cho Lưu Tuyết Trinh này. Cái váy xám nè vợ. Áo gì vậy? Gì? Đầm em mặc là 350.000 nha chị ơi. Đây áo này nha mọi người, 51 cái lời bạn vừa nha. 51 cái lời bạn vừa áo sọc. Mọi người lấy chốt em mà áo sọc 51kg đô lại nha. Áo rất tay áo kiểu mọi người nha. Lấy chốt em áo sọc này. Đứng lên xem cái áo đang mặc rồi nha. Rồi áo sọc. Đây nè mấy chị ơi, em đứng lên cho mọi người coi lại cái lần nữa nha mọi người. Nãy giờ em đứng nhiều rồi đó. Đầm em đang mặc là 350.000, hàng thiết kế dạ hội này. Nãy giờ chị không cho em gì hết hả? Chắc là do mạng á. Cái váy bướm đang mặc 19k là bà được bà khiêng tôi đi luôn đi. Bà về em về nhà bà nuôi đi. Chứ là chồng tôi nuôi không nổi nữa, hiểu không? Cái này đầm này mấy chị ơi. Đầm này dành cho người 55kg đô lại là mình mặc vừa ha mọi người. Em đứng lên đây cho mọi người coi nè. Em 1m6 mọi người nha. Mình mặc mình mang thêm một cái đôi giày cao gót lên nữa. Trời ơi, dễ thương chưa mọi người? Rất là dễ thương ha. Đầm này không đẹp không lấy tiền, hàng thiết kế cao cấp mọi người ha. Đầm em mặc là 350.000, ok chưa mọi người, nghe chưa? Bây giờ em lái tiếp hàng nha mọi người ha. Đầm em đang mặc là 350k ha. Rồi, ủa áo sọc có ai chốt hôm nay? Nãy giờ lo tào lao hôm nay có ai chốt không? Hết nhóm luôn rồi đó. Không còn nhóm nào để chia sẻ nha nha. Zoom mai zoom chị hết rồi nha, mong anh hạnh phúc ơi. Rồi áo Chanel 56 cứ lại bằng vừa áo Chanel đen này. Lấy chốt giùm em mã đen nha. Mã đen giùm em mấy chị ơi, mã đen. Ủa Ánh Nguyệt comment hay thì chớ chưa đi thôi mà. Tới là báo giữ không? Không biết, chị tới coi có giữ đơn không, áo đen. Em đâu biết đâu. Áo đen chốt chị Ánh Nguyệt nè, Ánh Nguyệt cho em số điện thoại địa chỉ nha chị Ánh Nguyệt ơi. Cho em coi cái chân váy xám tới lưng chị đi. À cái chân váy này đúng không? Này. Chân váy này nha, chân váy này 50k. Chân váy này 50k nha em yêu ơi, nó có hai mấy size lận á. Chân váy này 50.000 nè, nó đẹp lắm. Chân váy này có size mấy size lận nha, để em chút xíu chân váy này còn size gì em báo cho mấy chị biết luôn này. Chị nào chốt thì chốt 50k thôi. Áp thật thì không ai lấy. Trời. Chân váy nó còn con cá hay cái gì à mấy chị đẹp ơi. Chân váy nó còn size mờ. Rồi chân váy nó còn size M thôi nha. Cái chị mặc còn Thanh Trúc Nguyễn ơi. Mạng kém quá không chốt được hả mọi người ơi. Chịu khó coi em nha. Người ra người vô. Tại nó hơi yếu đây này. Một cái đầm body nè. Một mẫu đầm body còn mấy màu luôn hả mấy chị. Share cho mấy chị luôn ha. Đây nè một cái đầm body em đứng lên uống form cho mọi người coi cái đầm này nè. Đẹp xuất sắc luôn này. Alo. Thằng body này có mấy màu luôn mấy chị ơi. Body này 51kg cứ lại bằng vừa nha. 51-52kg cứ lại bằng vừa nè mấy chị ơi. 51-52kg nha, rất là đẹp này. Đây này co giãn nha, nó có màu xám này. Tím đậm. Xanh dương. Tím nhạt. Màu hồng. Màu rêu là chị nào lấy chốt nhanh giùm em nha. 19.000 luôn, comment nhanh giùm em này. Comment nhanh kẹo hết cái đầm body này 19k luôn này. Ship Bình Tân 20.000 nha Thanh Tuyền ơi. Đầm chị mặc 350 nha. Đầm này 19k, comment giùm em là màu xám nè. Màu rêu. Màu hồng. Màu tím nhạt. Màu xanh biển. Màu xanh dương. Màu tím đậm.
và màu xám, chị nào chốt chốt nhanh giùm em nha. Chốt nhanh em like nhanh nè mọi người ơi, đồng mình qua mẫu ha, tại vì cái này hôm nay em xả kho à mọi người ha. Hồng, hồng cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa này, ai lấy màu đậm này không bằng nhanh giùm em này. Chị Hồng Thúy Phạm lấy tím gì chị ơi, tím đậm tím nhạt có dơ hai màu tím lần nha. Hồng cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè. Khách mới cho số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn nha. Khách mới cho em số điện thoại địa chỉ liền nha, chết rồi. Cho ai rồi? Có hai màu xanh nè. Anh xử lý làm này em ăn. Một rêu một dương nha. Thấy Đặng Hương nha. Rêu chốt cho Nguyễn Thị Kim Yến. Nguyễn Thị Kim Yến rêu búp bê bằng bông lấy xám. Vô đây. Đó. Búp bê bằng bông. Búp bê bằng bông. Khách mới cho số điện thoại địa chỉ nha. Xanh cho Thanh Tuyền. Xám cho Dương Lê nha. Xám cho Dương Lê. Rồi em lấy cho chị rồi nha. Tím nhạt cho Hồng Thủy Phạm nè. Hồng Thủy Phạm tím nhạt này. Búp bê bằng bông có rồi nha. Cái này xỉ lẻ bằng nhau mấy chị ha. Em đang sale lỗ 4 rồi ha. Rồi em còn một cái màu tím đậm. Chị nào chốt nốt cho em luôn đi mấy chị ơi. Hàng này đang bán là 45.000 hết đó mấy chị ơi. Em xả kho nha. Ngày mai hàng đấy, mới về không có chỗ mấy để. Mấy chị cứ việc cho địa chỉ số điện thoại là không. Đúng cần... rồi. Đây còn màu tím đậm mấy chị ơi. Cái này nó phải tím đậm, nó dạng tím đen đó mấy chị, đẹp lắm luôn, mình mặc lên sang lắm mọi người ơi. À, cái đầm này mình mặc đi tiệc luôn luôn, 252 cứ là bận vừa này đó, lấy chốt em đầm tím. Còn một cái tím đậm này chị lấy chốt em tím đậm nha. Tím đậm giùm em nha, đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á, không chốt mình tím ơi. Được nha, ngày mai nắng lên ơi. Em hết rồi chị Thảo Trần Thị, em còn màu tím đậm thôi này. Có lá chốt chốt nhanh giùm em màu tím đậm nha. Được nha chị yêu, ngày mai nắng lên chia sẻ nhóm được ha. Còn một cái tím đậm đấy chốt luôn mọi người, đầm đó sao luôn. Ôi đầm maxi hoa. Maxi hoa 55 kg là bằng vừa maxi hoa nè mấy chị ơi. Đó lấy chốt em đầm hoa nha mọi người ha, đầm hoa giùm em nè. Đầm hoa maxi hoa đẹp quá trời luôn này. Đó, xinh chưa? Lấy chốt em đầm hoa. Hả? Gì? Đầm hoa. Cái này lấy 1.000 cái cũng giá 19.000 nha mọi người ơi. Em đang xả lỗ vốn mọi người. Chia sẻ em mới bán nha. Ôi, ôi cái gì nó vậy? Nó chạy ra đó hả? Hả? Dạ. Mấy con quỷ này. Đầm hoa chút với chị Tường Vi. Thôi. Trời trời, tao bị chiếm tim đó mày. Lập nó chết đi. Không cho trong hết trơn rồi. 55 kg là bằng vừa áo đen. 55 kg là bằng vừa áo đen, chị lấy chốt áo đen mà em này. Áo đen mà em nha. Xả kho sắp hết rồi, còn khoảng 200 cái là tối nay em xả luôn là hết luôn nè. Chị đang mua tranh thủ cho em nè. Áo đen, đừng có cột lại, để đây cho chị đi, chị bán cái gì cột lại chứ vậy. Hồi lên lại có gì đâu. Hồi đem lại nha. Ok, ngày mai nắng lên nha, được nha. Rồi 52 kg là bằng vừa áo hồng. 52 kg là bằng vừa áo hồng giùm em nha mọi người. Áo hồng 52 kg là áo hồng nè. Đầm chị mặc còn nha. Áo đen cho bạo bao mạnh không giấu. Bao mạnh. Bao mạnh cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi áo hồng 19k đồng giá cho khách chia sẻ là stream 3 lần nha. Đầm em mặc còn nha chị ơi. Áo hồng giùm em nè mấy chị ơi, áo hồng. Áo hồng nha. Rồi áo đỏ mọi người ơi, 53 kg là bằng vừa áo đỏ luôn nè, áo đỏ nè. Trời ơi. Hàng toàn nhập cao tiền, hôm nay sale thấp tiền cho mấy chị luôn á. Áo đỏ. Xem một ngày cho mình có tương tác với nhau ha. Áo đỏ này. Chị bao manh cho em thì chị đó nha. Rồi áo hồng ai lấy chốt em nha. Áo đỏ em có ghim giá mọi người, em có ghim giá và điều kiện mọi người đọc giùm em nha. 19k áp dụng cho khách chia sẻ livestream 3 lần mọi người, ok chưa? Em có ghim giá đọc giùm em nha. Em có ghim giá nha. Đầm của em mặc là 350k nha mấy chị ơi. Đầm em mặc 350.000. Rồi áo đỏ áo hồng giờ lấy chốt nha. Hàng đó hàng Thung Thái đó mọi người ơi. Hàng mới vừa ra một cái đỏ cái hồng là Thung Thái nha. Đẹp lắm lắm luôn đó. Đầm này mặc đẹp quá, đang không nỡ bán nữa này. Chị đang thích thì em để lại chứ định lên mặt này. Mặc lên đẹp quá mà. Rồi đầm maxi.
Maxi là 55 cái là bằng vừa mọi người ha, đầm maxi là 55 cái là bằng vừa, cực kỳ đẹp luôn ha. Màu đen, màu xám, màu xanh, rồi đầm maxi lấy chốt maxi kèm màu ha, lấy chốt chữ maxi kèm màu này. Maxi xanh, maxi xám nè mấy chị, maxi xanh, maxi xám và maxi đen. Rồi chị là lấy chốt maxi. Ủa ông nói giải quyết rồi tự nhiên ngồi nhảm nhảm gì á. Lại mới nói đi đó, nó là nhảm nhảm của anh chặn luôn mà em ghét lắm. Rồi maxi chốt em nè, màu xám, màu đen, màu xanh dương mọi người ha, maxi. Maxi chốt maxi kèm màu nè mấy chị nha. Mấy hàng lỗi á. Đổi tiền lại. Ừ. Cái đó đáng lẽ là đổi thôi, tại anh nói đổi tiền lại, em thấy em đổi ngang rồi, thôi đổi ngang giá. Rồi maxi lấy chốt maxi kèm màu nè. Anh đủ cho anh ghét á. Biên Hòa ship bưu điện thu nha chị ơi. Màu đen cho Nguyễn Thị Kim Yến nè, ship tỉnh là bưu điện thu mọi người nha. Chân váy size L, chân váy. Ok em. Rồi chị để em cái kia rồi nha. Ngày mai nắng lên ơi, cái đầu tiên chị để em rồi nha. Rồi chân váy size L co giãn mọi người ơi, vải co giãn chân váy đuôi cá có hàng nút quần trước là đẹp ha. Đó lấy chốt giùm em chân váy mọi người ơi, chân váy size L 55kg đổ lại mọi người, lấy chốt em chân váy nha. Toàn bộ là ship tỉnh là bưu điện thu mọi người ha. Ok chưa, được chưa? Rồi chân váy giùm em này, maxi đen hết rồi nha. Nguyễn Thị Kim Yến có maxi đen đúng không? Rồi maxi đen để cho chị rồi ha. Em còn maxi màu xám, maxi màu xanh này. Rồi chân váy giùm em mọi người ơi, chân váy, chân váy. Chân váy nha. Chân váy chị Hồng Thị Phạm, Hồng Thị Phạm số điện thoại để chị anh kiểm tra ai chưa có số điện thoại để chị. Em xin cho em đó nha. Rồi đầm xám nha, đầm này hồi nãy còn cái là body 51kg lại còn vừa, còn một cái đầm xám đó chị. Lấy chốt mã đầm xám giùm em nha, còn một cái 51kg lại ha. Rồi lấy chốt em đầm xám chị đẹp ơi, đầm xám giùm em nè. Quá trời xinh luôn ha, đầm xám. Hôm nay đông nè, hôm qua vắng, hôm nay đông nè. Đầm xám giùm em nha. Chân váy em hết rồi chị Liên Thủ ơi. Đầm xám giùm em nè. Hồi nãy em nói con quỷ kia nó quê gì đây. Bạn Phương Mây á. Băm hàng rồi còn vô đốt đầu đi mua hàng người ta nữa chứ. Rồi áo xanh. Định mình quên vô bom lần nữa. Áo laptop màu xanh là theo con cù rất đẹp mọi người nha. Lấy chốt em áo xanh ok đẹp quá, bán ủng ghê luôn mấy chị ơi. Áo này hàng đẹp của em á, phun bốn cô tông 4 chiều luôn nè. Đó lấy chốt em áo xanh laptop 53kg lại bằng vừa mà áo xanh nha. Chị baby dâu tay ơi 19k nha chị ơi. Ủa anh mua bao nhiêu vậy? Cái gì? Gì cái giả? Ủa thầy trời. Rồi áo xanh giùm em á chị ơi, áo xanh. Chị like lộn xộn nha em ơi, tại hàng xả kho nha, còn gì chị like cái đó em ơi. Không hậu hình phải không? Theo ý kiến khách được. Hiệp hình á. Áo xanh, áo xanh. Đừng đừng qua em có like theo ý kiến khách được đó nha mọi người ơi. Hàng xả kho còn gì là em theo cái đó cho mấy chị ha. Áo xanh này, áo xanh cho chị chịu tới này hả? Nhiều á, cục cũng vừa rồi. Cái gì đó vậy? Vậy nó. Áo xanh cho chị Thảo Trần Thị nè. Mấy chị ơi coi có rõ hay không rõ báo em biết nha. Thảo Trần Thị này, áo xanh chốt cho Phương Lê này. Phương Lê bán sao mọi người ơi, em lấy gì mọi người lấy cái đó nè. Phương Lê 834 đuôi nè. Phương Lê 834 đuôi nè. Ok em hết áo xanh nha, 19k mọi người ha. Lẻ 19k một cái mọi người ok chưa? Sỉ lẻ bằng nhau hết sao? Quên nó nói lẻ 19k cái hỏi giá sỉ nữa. Không chết là không chết. Đầm xám chị Nguyễn Hà nè, ok chị yêu Nguyễn Hà luôn nè, trời ơi. Tại vì á nó ẩn comment mọi người ơi. Nó ẩn comment nhiều lắm mọi người à. Thông cảm cho em, thấy em không chốt nhắn lại giùm em cái ha. Áo xanh em hết nè mấy chị đẹp ơi, em hết áo xanh này. Này, cái này gì đây? Cái này em ơi đi hàng đi rồi kiếm thôi. Đầm có kèm tu băng nè mấy chị, đó đầm này em bán 50.000 cái bữa nay xả luôn, đầm kèm tu băng nè. Tu băng trên đầu ha mọi người, dễ thương lắm. 53 cái là bằng vừa đầm xòe ha mọi người, đầm xòe nha. Ai mà thấy cái hình này rồi thì biết là cột dây eo ha.
Rồi lấy chốt mã đầm đỏ em mọi người, đầm đỏ em này, đầm đỏ nha. Đồng giá 19k cho Kiêu Trần ơi, áp dụng cho khách chia sẻ ha. Mọi người cứ mua đi, thứ hai mấy ship hàng mọi người cứ lựa đi ha mọi người ơi. Hàng hôm nay like, ngày mai like, mốt like mọi người lựa đã đi, thứ hai mấy ship hàng nha. Rồi đầm đỏ thì em nào ok chưa? Em có thông báo mọi người biết, ai muốn chốt sớm báo em biết nha. Để mất công em không chốt cái là làng nữa. Đầm đỏ. Mai lại đâu? Tại nãy mạng còn bị yếu á. Đầm đỏ này, đầm đỏ cho chị Kim Trần này. Ok chị Kim Trần luôn ha. Đầm đỏ cho chị Kim Trần. Không phải tại chị. Đây có mẫu zoom này nè, mà không có sale được 19 nè, sale giá thế cho mấy chị luôn. Zoom này là zoom hàng xịn nè. Làm chị mặc còn nha Phương Trần ơi, giống này giống hàng xịn nha. Chị nào lấy thì em sale luôn 35.000 cho nó đi luôn này. Hàng này hàng xịn của em đó, hàng này hàng 70.000 của em á. Em xả xuống, em xả lỗ 35.000 luôn này, chị nào lấy thì chốt này. 35.000 cái giống này nha. Giống này dành cho người 55kg là bạn vừa mọi người, hai đây này giống nè. Giống cổ yếm nha mọi người. Giống cổ yếm này rất là đẹp ha. 55kg là bạn vừa nha, mấy 655kg là mình mặc vừa cái giống này ha. Dùm này 35.000 ha, riêng cái dùm này em xe 35 luôn đi cậu. Còn nè, dùm này tới 70.000 nữa mọi người. Dùm cổ yếm nè. Đây nha mọi người, kiểu ha, kiểu mọi người hình dung ra đúng không? Đây này, rất đẹp nha. Rồi lấy chút dùm 35 kèm màu em nè. Dùm 35 có màu đỏ tươi, dùm 35 có màu đen, dùm 35 có màu xám, dùm 35 có màu rêu, dùm 35 có màu đỏ đô. Rồi lấy không mình dùm 35 kèm màu em nha. Còn nhiêu đây em bán cho chị luôn ha. 35.000 nha mọi người. Zoom này là lỗ nặng luôn rồi nè. Rồi zoom kèm màu 35.000 nha. Chị Kim Trần lấy zoom đỏ đô hay đỏ tươi nè. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa lấy zoom 35k màu gì giùm em này. Zoom 35k có màu sáng nè. Cái này 35 nha. Zoom 35 kèm màu. Màu sáng, màu đen, màu đỏ tươi, màu đỏ đô, màu rêu. Xám đen, đỏ tươi, đỏ đô và rêu mọi người nha. Dùm 35k riêng mẫu này xe 35 cho mọi người mới được ha. Tại hàng này em nhập vô đó là 46.000 rồi. Dùm 35 đen cho chị Bi Hiền nè. Bi Hiền cho số điện thoại địa chỉ nha. Đỏ đô cho chị nhau em. Ok chị Kim Trần lấy đỏ đô nè. Chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa lấy dùm màu gì không mình dùm em. Dùm nào không mua là tiếc nuối luôn á. Em lấy hình em đăng lên nè. Không có giá này đâu mọi người ơi. Rồi chị đã lấy dùm chốt em nữa nha mọi người nha. Dùm 35 đỏ tươi cho búp bê bắt bằng bông nè, có cho ông tin chưa? Nó dạng tới mắt cá không em là còn nhờ chiều cao mấy chị ơi. Cao quá thôi nó không tới mắt cá được ha, nó dạng chín tấc ha. Nó cũng tấc nha. Còn ai mà búp bê bằng bông có thông tin chưa? Có thông tin cho em thông tin nha. Em không biết đồ bộ có không nữa chị, tại em đang xả kho này, nó có đồ bộ mà nó có ít lắm. Em đang xả kho này, từ từ tới là em lai liền cho mấy chị ha. Zoom đen cho chị Xuân Hương, zoom này 35k nha mọi người ơi. Lưu ý nha, có mỗi mẫu zoom này 35k nha. Zoom đỏ tươi cho chị Loan Trần. Loan Trần nè. Tại cái mẫu này nó mắc quá mọi người ơi. Nó lỗ quá rồi. Loan Trần. Bộ hàng của em. Ai? Sao vậy? Dạ cái đơn bự bự đó hả? Đơn bự nó nhận rồi. Rồi anh nói làm sao, nó nói làm sao. Rồi có ai chốt dùm nó không, chốt em qua mọi người ha, em qua mẫu nha. Rồi áo phông màu đen theo chữ Adidas mọi người ha. 56kg là bằng vừa nè, lấy chốt em áo đen. Áo đen ba búp bê bằng bông có thông tin được đúng không? Rồi áo đen mẹ nha. Ok em không có mặc thử chị Liên Nguyễn thôi, em không có mặc thử nha. Rồi áo đen nè mọi người ơi. Mã yếu mọi người gắn con em nha. Hiệp Huỳnh mới bom. Hiệp Huỳnh nó mới bom nó kìa, để thôi hàng bom để bữa nào gom bán bữa thì mệt á. Xả ngày nào cũng xả hàng bom mệt lắm luôn á. Rồi áo đen nè mấy chị ơi, áo đen chị Nguyễn Hà này, áo đen có hai cái thôi nha, lấy chút nhanh áo theo hoa chữ Adidas mọi người. Hôm nay cũng vắng người nha. Hôm nay cũng vắng người ghê nha, có 110 mấy người. Hôm qua vắng người. Áo đen cho chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè. Vậy? Ừ. Em gọi một khi em tiếng à. Nè em gọi không bắt máy rồi, em gọi hai cuốc bắt máy không gọi. Đầm trắng mọi người ơi, đầm suông trắng 55 chứ là bạn vừa đầm suông trắng nha.
đầm xung trắng lấy chốt em, đầm trắng đầm này không cô tông 100% luôn này, đầm trắng 350. Đầm em mặc là 350.000 nha, áo đen chị hết rồi bé mèo ơi. Áo trắng mọi người lấy chốt em mã trắng này. Dục qua đây lại nè, chị bán lại không? Để cột bên đó. Bán là hết thôi. Áo trắng. Lại gì? Áo trắng nha. Ở đầm trắng, đầm trắng, đầm thun trắng mọi người ha. Thôi đi, đầm thun trắng. Đầm Quảng Châu nè, bán cho mấy chị luôn. Hàng Quảng Châu maxi dài luôn nè. Trời ơi, có ai bán cho tôi không trời. Nay bán nhận chi ơn khách hàng luôn ha. Rồi đầm xuân trắng 52 cứ là bằng vừa đầm xuân trắng này, hàng Quảng Châu bon luôn ha. Là chi ân hoài. Hàng Quảng Châu bon ghiếc em chi ân cho hết luôn này. Đó. Đầm Quảng Châu màu xanh sọc. Ai lấy chốt đầm sọc. Đầm sọc giùm em maxi dài qua đầu gối luôn nha mọi người. Đầm trắng cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Đầm sọc giùm em mấy chị nha. Hôm nay là sáng là lùi lùi không bán rồi đó mấy chị. Đang dở dở ương ương á. Dở ai? Đầm trắng hết rồi nha. Em có nói số ký hết á. Cái nào cũng nói số ký á mấy chị ơi. Em nghe số ký xem nha. Đầm sọc chốt chị Nguyễn Hà. Em ướm toàn bộ 1m6 nha. Em ướm hàng 1m6 mọi người nha. Áo phong dấu quần mọi người ơi. Phong phong dấu quần nha. 57 chứ là bằng vừa nè. Áo dấu quần nè. Đó đẹp chưa. Lấy chốt giùm em áo xanh giùm em nha. Áo xanh. Áo xanh mấy chị ơi. Tập em nói là chị Phạm Vàng ơi, áo xanh nè mọi người ơi, áo xanh giùm em nha. Tại vì nó bom quá này, bom hoài em ghét em xả hết luôn anh này. Chứ nói thì mấy chị không có bao giờ có hàng này chứ. Giá này cho mấy chị đâu. Áo xanh 19k hết nha vợ Thanh em ơi. Đây Yếm mọi người ha, Yếm mình mặc với áo phông mọi người ha, đẹp chưa. Mặc gió phong mai, cái chân váy này có cái Yếm lên mặc gió phong, nó có quần bên trong luôn dành cho người 52 cái loại bạn vừa nè. Lấy chốt giùm em mã Yếm nè. Mã Yếm giùm em mọi người nha, 52 cái loại bạn vừa mã Yếm giùm em nha mấy chị ơi, Yếm nè. Ừ. Tao đâu lấy đâu mà bỏ dùng đóng. Lỗ quá trời luôn. Yếm nha. Yếm chốt cho chị Kim Trần này. Mọi người tương tác cho em nhiều nhiều vào người coi có được không vợ? Coi có được không mọi người ơi? Áo cam chó 55-56 là bạn vừa. Áo chó cam này đẹp chưa mọi người ơi? Một cái áo phông này. Áo cam mọi người lấy chốt áo cam nha. Áo cam xả bữa nay cho nó hết nha. Bữa nay còn 200 cái nữa nè. Xả hết nè. Áo cam. Áo cam cho bao manh. Không có đồ bộ pyjama nha. Rồi áo cho mọi người áo xanh nè mọi người ơi, 52 cái là bạn vừa áo xanh cho mọi người đẹp chưa? Cái bông này nó thêu cho mọi người ha, áo xanh giùm em nè, anh chia sẻ cho em chưa vậy? Hả? Áo xanh. Sao mọi người nhớ chia sẻ mình mới được mua với cái giá này nha mọi người ơi. Không chia sẻ là em không có bán đâu ha. Áo xanh giùm em mấy chị đẹp ơi. Đây mẫu này nè. Giờ đi ngủ hết rồi. Ai? Lan Nguyễn Trực. Ừ em không có kiếm được Lan Nguyễn. Lan Nguyễn Trực hai cái đó thôi. Nguyễn Quang Vũ à. Mai nha chị ơi. Ngày nào em cũng like đó. Thứ hai chút đơn ha. Áo xanh cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa này. Chị có quần lửng chị đang hết rồi nha Ngọc Sao ơi. Rồi đầm phong xuông 56 là bằng vừa này. Còn hai màu này, màu xám và màu cam nè mấy chị ơi. Màu xám và màu cam chị lấy chốt em nha. Này màu xám màu cam mọi người. Đầm màu cam túi màu xám, đầm màu xám túi màu cam thôi nè. Nói chung cái túi nó màu khác mọi người ha. Cái túi nó màu khác mọi người ơi. Cái đầm này nó màu xám ha. Rồi nó có hai màu, đầm màu xám và màu cam. Chị lấy chốt em 56-57 chứ là bằng vừa ha. Cái này cái túi rất là dễ thương luôn này. Đẹp cực kỳ, 19.000 thôi nha mọi người. Có 19k ngày hôm nay thôi ha. Bán chi ân khách hàng ngày hôm nay 19k thôi. Chị lấy chút nhanh thì em này. Rồi đầm này còn tiểu. Đầm này còn 5 cái thôi ha. Đầm cam cho Lưu Tuyết Trinh này. Ê múc chị miếng nước rồi, chị cắn nước quá à.
Rồi năm nay ai lấy chú màu mẹ, màu sáng màu cam ấy chị ơi. Sao mẹ không tương tác tao chưa ta? Có nha. Chị sẽ rồi đó. Chị đã hết nhóm. Sao thấy đông người xem mà sao em đu vậy? Màu xám chị Nguyễn Hà. Nguyễn Hà xám cho Hồng Thúy Phạm. Ghi Hồng Thúy Phạm đi. Chị thấy chị sen sen nha. Rồi em còn một cái đầm sáng, một cái đầm cam. Chị nói chốt em 56kg lại. Cái đầm xu 56kg lại. Mọi người em có nói số ký cho mọi người nghe em nha. Đầm sáng cho Trần Giáng My. Trần Giáng My cái số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cái hàng là mấy cái hàng này là hàng bán 45-50 không mấy chị ơi. Em xả kho mới bán giá này cho mấy chị chương một ngày nha mọi người. Mọi người đừng có nghĩ hàng tào lao hay hàng gì mà bán cho mấy chị giá này ha. Mình ok chưa? Cho mình yên tâm mua hàng, mọi người khỏi sợ hàng tào lao nha. Em không lừa đảo ai hết nha. Em còn đầm màu cam mấy chị đẹp ơi, em còn đầm màu cam nè mọi người ha. Em bán rầm rầm mặt em trai trên Facebook rồi nè mọi người đừng có lo nha. Rồi 55-56 cái là đồng vừa áo đen. Rồi em còn cái đầm cam cho chị Thảo Phan luôn này. Thảo Phan trên số điện thoại địa chỉ nha. Khách mới cho số điện thoại địa chỉ rồi áo đen này. Rồi mai em gửi đồ cho chị đẹp nha. Áo đen cho Nguyễn Hà nè. Hết đồ mặc rồi. Hết đồ mặc rồi hả? Áo đen cho Nguyễn Hà. Quăng cái cục nó qua đây giùm em. Khoan cột có qua gì mẹ không anh? Cột cột đó, cột sang cột gì đó là. Ok Trần Giáng My, thấy thông tin Trần Giáng My là ok nha. Giáng tuổi tập nó chết rồi, nó chả được rồi. Áo đen chị Nguyễn Hà đi đi sang. Nó dài. Rồi ok chưa mọi người ơi, lên tiếng ha. Đưa dây lại. Ngày hôm nay bị ế mọi người chia sẻ giùm em đi. Rồi 55 cứ là bằng vừa áo drop top màu hồng mọi người ơi, lấy chốt em áo hồng 55 kêu là bằng vừa này. Áo drop top màu hồng lấy chốt áo hồng nha. Đang gì hết rồi Huyền Nghiêm ơi. Em ở thành phố. Chị ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi áo hồng giùm em nào, video nó xuống mọi người chia sẻ lại giùm em một xíu với mọi người. Chia sẻ lại hộ em một cái đi. Áo drop top này hàng Quảng Châu mọi người nha, hàng Quảng Châu nha mọi người, không phải hàng thường nữa ha. Áo hồng nha. Chào chị Nguyễn Thị Thoan nha. Chào tất cả mọi người đang xem livestream của em. Mấy chị đang xem livestream thì chia sẻ cho em nha. Thảo Phan gửi chung với Hồng Thúy Phạm. Ok chị nha. Đây là có. Đây là một cái set quần giả váy mấy chị, 52 cái là bằng vừa với một cái áo mọi người ha. Set quần giả váy với một cái áo này đẹp tuyệt vời luôn, bán cho mấy chị hàng 19.000 luôn hàng thọ ơi. Đau lầm lắm luôn mấy chị ơi, đây là một cái áo nha. Đó 52-53 kiếm lại bằng vừa nha, với một cái quần nè. Quần giả váy nha mọi người, rồi đã chốt giùm em mã xét cái gì ai. Ừ đúng rồi, mã xét quần jean không à. Anh nội một cái xét quần jean là nhiêu rồi, 250 rồi. Chào, chào chị Sen Sen nha. Xét cho Triệu tới này. Loan Trần ơi, anh bóc cho tôi nha, bà mới lấy thêm một cái gì nó bỏ Loan Trần ra đi sang. Xét cho Triệu tới này. Bà siêu giao hàng mai ship cho bà luôn kìa. Áo xanh 53 chứ là bằng vừa áo xanh nè mọi người. 53 tí tôi lại ha mọi người ha. Lấy chốt em áo xanh. Xét em hết nha mấy chị ơi, xét em hết áo xanh. Mai em xả cho hết hàng luôn rồi. Áo xanh nha. Maxi 55kg đổ lại mọi người ha. Maxi nè, đẹp tuyệt vời. Maxi mon dài qua gối luôn. 55kg là bằng vừa cho mọi người. Lấy chốt em Maxi nha. Em có nói số ký mọi người đừng có hỏi lại giùm em nha mọi người ơi. Số ký tối đa có thể mặc được là em đã nói rồi ha. Cho nên là chọn nghe kỹ rồi hả, chọn em 19.000 nha chị Sang Sang ơi. Em đang like có 19.000 thôi nha mọi người ơi. Maxi đồng giá. Em đang sale có 19.000 nè, mua ủng hộ em đi. Áo xanh cho chị Thảo Phan. Thảo Phan đây nè má. Cái nó maxi mà má. Đầm body thun gân mọi người ha. Đầm body thun gân phát eo. Cái đầm này đẹp lắm mọi người, mặc không đẹp là em cho trả lại luôn nè.
50kg đổ lại mọi người ha. Body nha mọi người, body rất là đẹp luôn, đính nó hàng đúng hơn trước mọi người, không đẹp là không lấy tiền nha. Khoác eo này 50-51 chứ là bọn vừa hai bên đều khoác eo đầm này, vải đẹp và không đẹp không lấy tiền mà con thon đẹp lắm luôn. Nó còn màu xám này, màu tím, màu xám đậm, màu xám nhạt, màu xám đậm này và màu xám nhạt nha mọi người ơi. Rồi màu nâu nữa nha mấy chị. Rồi đầm này chị lấy chốt em là màu nâu nè, màu nâu xám đậm xám nhạt và màu tím, nâu xám đậm xám nhạt tím. Em gửi đi hết rồi nha. Trắng chị kim trần này, đầm này mọi người về mặt không đẹp em cho trả lại luôn này, đẹp lắm luôn á. Đầm này hàng đẹp của em, theo cho mấy chị này, cho con màu nâu này. Ê chị Nguyễn Hà lấy đầm body màu gì vậy, phải nó co giãn mọi người ha. Đầm này đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm, body đẹp lắm luôn á, khoét eo hai bên này nè. Mọi người đi bác sĩ không có lấy chị nha. Xám đậm chị Nguyễn Hà này, mọi người ơi, hàng 19 nha, ai đổ túi tôi làm xả hết đơn nha mọi người. Chắc kỹ cho em nha. Còn ai lấy trước em này, xám đậm xám nhạt với màu tím với màu nâu nha, chị lấy trước nhanh em, còn mấy cái nè, còn mấy cái nè. Rồi bỏ ra đi, hai bên. Rồi bỏ vô, ấy còn một cái bịch lộn xộn đâu. Bịch nâu cho Nguyễn Hà luôn nè. Còn xám đậm xám nhạt với tím. Xám rỡ là cái nào mấy chị mới thấy. Đây chưa có tiền luôn mà, đây chưa chờ mình. Cái nào kia chồng chưa, bà kêu đợi mà ăn tính chi. Đợi tính chi. 52 chứ là bạn vừa áo gì. Đầm này vải tuyết mưa, tay là tay phối ren nha, lấy chốt em đầm hồng nè, hàng châu nha. 52 chứ là bạn vừa lấy chốt em đầm hồng này. Đầm hồng nha. Mấy cái em like thôi nha mọi người, em chỉ sell mấy cái em like, mọi người đừng có hỏi em mà chị ơi có sell áo hồng phía sau không nha. Áo hồng phía sau là 70 ngàn nha. Chán em hết rồi nha chị ơi. Những gì em like nó mới 19k. Cái này cái gì em like là 19k nha mọi người. Đầm hồng hả? Thùy Trang là của Nguyễn Thùy Trang đó em. Đầm hồng cho Đặng Thị Đức. Thùy Trang khác. Không, Thùy Trang này khác. Đầm hồng cho Đặng Thị Đức. Trang Thùy là nó. Ai biết anh coi lại đi mà anh hỏi ha. Qua, áo rớt top 52 cứ là bạn vừa, áo rớt top màu trắng vải đẹp siêu đẹp luôn mấy chị ơi, giá có 19 ngàn rẻ quá. Áo trắng nha. Đầm hồng em hết nha mấy chị ơi, em hết đầm hồng rồi ha. Áo trắng thì em nè. Áo trắng nè. iPhone đâu rồi? Em đang like 19k hết mọi người ơi, đừng hỏi em nữa nha. Em có ghim giá mọi người đọc giá giùm em với. Cái nào mà hết giá em đã báo rồi nha. Cái nào em like mới 19k nha, còn hỏi đừng có hỏi cái khác giùm em nha. Áo laptop trắng chú cho ai rồi? Bé mèo. Áo tóc trắng cho bé mèo mọi người hết rồi ha. Cái đó của chị Tha. Áo hồng cái gì cầm á. Ờ để mặt bán 53 cứ là bằng vừa áo hồng, lấy chốt em áo hồng nha. Áo laptop trắng hết mấy chị ơi, áo hồng này. Áo hồng giùm em mấy chị ơi, áo hồng này. Áo hồng 19k. Em ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh nha chị Thanh Tuyền ơi. Rồi chân váy mọi người ơi, chân váy 53 thế là bạn vừa nè, chân váy này chị lấy chút chân váy em 53 ký đồ lại nha, còn mấy cái nè.
chân váy 53 chú là bằng vừa, còn mấy cái chị lấy chốt chân váy giùm em nha. Chị nào lấy chân váy chốt chân váy giùm em á chị ơi. Dài không có dài có xem mờ sao nó có một size 8 thì đặt size mờ cho chị. Tao đã nói số ký rồi đó, mày có nghe không? Không, mày không lo mày nghe, mày tới giờ mày nữa rồi đó. Chân váy mọi người ơi, chân váy lấy chốt chân váy giùm em nè. Cái làm này đẹp quá thiệt á, giờ ai bán ai mua tôi cũng bán nữa thiệt. Chân váy mọi người ơi, hôm nay thích chân váy hả? Áo dập ly, áo dập ly này bẹt tay nha mọi người, 52 cứ lại bằng vừa nè. Áo dập ly ha, đẹp chưa? Áo dập ly nha, 52 cứ lại bằng vừa nè. Lấy chốt giùm em áo sọc, áo sọc 52 ký lại là mình mặc vừa ha mọi người, chất vải dập ly rất là đẹp luôn này đó. Áo sọc giùm em nha, xả hết ngày hôm nay ha, còn ít lắm, còn khoảng 200 cái thôi à. Chân váy cho Trinh Phan, áo sọc nè, áo sọc Lu Thuyết Trinh á, bị gì á, áo sọc mọi người ha, áo sọc lấy chốt nha. Áo sọc đã biết mình đang livestream rồi, còn gọi điện hết giờ nữa chứ. Áo trắng mọi người nha, áo trắng mọi người ơi, 55 cái là bằng vừa, áo kiểu màu trắng là để chú em áo trắng nha. Chân váy chị Liên Vũ, chân váy chị Liên Vũ nha, làm khai mặt 350 nha Linh Linh ơi. Áo trắng này, áo trắng, áo trắng chị Kim Trần này, Kim Trần đó, tao dục ở ngoài sang ơi, lụm vô giùm mày. Thì bảo giờ tao dục lộn, lụm cái giùm đi nó hoài. Áo trắng em hết nha, áo kiểu nè. 52 cứ lại bằng vừa áo kiểu này nha mấy chị ơi, không đẹp không lấy tiền, áo kiểu nè. Lấy chỗ em áo kiểu. Áo kiểu 52 chứ là bằng vừa đẹp ha. Lấy chốt em áo kiểu nha, áo kiểu, comment giùm em mà áo kiểu luôn nha mọi người ơi, áo kiểu giùm em nè, chia sẻ lại hộ em cái đi mọi người ơi, mọi người cho em xin lại nút chia sẻ nha mọi người, chia sẻ lại hộ em cái nha, cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Áo kiểu chị chịu tới, áo kiểu cho chịu tới, mở thì tao áo kiểu cho chịu tới nha. Có đầm ra bích trung gian ơi, có đủ thứ mà người ơi, em lai lộn xộn mà. Áo dây nha, nói chung là hàng á, hàng này nó còn sót lại rớt mẫu là em bé nó bị rớt mẫu lại nên em sale với chị giá này ha. Để em dục quanh kia đi. 52 cứ là bằng vừa, áo hai dây có cái nai, có chữ nai bên hông rất là đẹp ha. Lấy chốt giùm em mà áo đỏ, áo đỏ em nha. Áo đỏ lỗi. Sang sắp sửa không thấy rồi. Có gì đâu. Chị ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh nha, áo đỏ cho Nguyễn Hà. Áo đỏ chị Nguyễn Hà này, áo xanh, áo xanh bon nha. 52 chứ là bằng vừa, áo bon màu xanh này, lấy chốt em áo xanh. Áo đỏ chị Nguyễn Hà này. Trời mấy chị mua này là 20 cái có 380, mấy chị cứ tha hồ mà mua ha. Quá rẻ luôn mọi người, mặc được 2 năm luôn. Áo xanh này em đang có ghim giá đó mấy chị ơi, đồng giá 19.000, tất cả các mặt hàng em đang live stream nha. 19.000 cho khách chia sẻ live stream 3 lần đó mọi người, đừng hỏi giá nữa nè, có 19k thôi nha mọi người. Rồi áo xanh cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa này, không hả, bán còn 19.000 luôn. Bán lời dữ trời, bán cái này 19.000 lời lên. Áo kiểu bẹt tay 55 cứ là bằng vừa áo bi, 55 cứ là bằng vừa áo bi nè mấy chị ơi, bi nha. Áo bi này đẹp chưa, lấy cho em áo bi nha, đẹp quá. Áo bi nha mọi người ơi, bi 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 55 ký đủ lại nè.
đẹp quá ha, cái áo bi này bán ủng người áo bi nha, áo bi, áo đỏ hết, áo xanh hết nha mọi người, áo bi nè. Áo bi cho chị Ngọc Hoàng Phạm nè. Cái này 50kg lại bạn vừa mọi người. Áo búp lâm nè chị, 50kg lại bạn vừa nha. Lấy chốt em mặc áo trắng này. Áo trắng mọi người nha. Áo trắng nha. Hôm nay xả này, mai xả cái khác mọi người ơi. Trưa ngày mai xả mấy cái hàng, cái hàng cao cấp nó còn rớt rớt rồi mai em xả. Rồi áo trắng. Áo trắng mọi người nha. Quần nha mọi người, quần là 52 cái loại bạn vừa nè, lấy chốt giùm em mã quần nha. 52 cái loại bạn vừa mã quần. Áo trắng chị Nguyễn Hà nha, mã quần. Quần quần. Hàng xả kho còn cái gì em sale cái nấy, mọi người đừng có đòi hỏi nữa, không có đâu. Ở hàng xả kho là hàng nó rớt mẫu lại là em sale. Nó còn rớt, nó rớt cái gì em còn không biết nữa nè mấy chị ơi. Quần chốt cho, quần chốt cho chị Phạm Vàng nha. Hàng Quảng Châu là ngày mai nha. Ở trong đây không có hàng Quảng Châu đâu. Đúng không? Hả? Hàng Quảng Châu cùng lắm nó rớt 1-2 cái trong đây thôi, chứ không có hàng Quảng Châu đâu chị ơi. Không có hàng Quảng Châu giá này đâu mọi người ơi. Bộ nha mọi người. Bộ này nha, 51-52 cái loại bạn vừa mã bộ. Bộ dễ thương nha, 51-52 cái loại bạn vừa mã bộ mấy chị ơi, bộ nha, đẹp lắm luôn á, mã bộ. Hai nó rớt rớt mẫu như thế này nè, em bán cho mấy chị thôi. Bộ nè. Ui, kia đợi không? Mã bộ nha ai? Ừ. Mã bộ. Hết quần rồi. Bộ chị Phạm Vàng nha. Áo xám trơn 56 cái loại bạn vừa, áo thun xám màu trơn mấy chị ơi, lấy chốt em áo xám. Ủa Minh Thảo Nguyên Lê qua lấy hàng đi nhờ. Cái rồi hả? Áo xám. Đồng giá 19k nha, em có ghim bài nha. Mấy chị ơi, em có ghim giá mọi người đọc giùm em đó nha. Này là gì ạ? Áo xám. Gì? Tao ghim giá không ai thấy gì trời. Áo nhung màu đen 56 cứ là bằng vừa, áo nhung màu đen kim sa mọi người, lấy chốt em áo đen. Áo đen, áo xám cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè, áo đen. Ừ, đơn kia chút rồi. Đơn này đi sâu chứ sao, áo đen. Chị Tuyết Hoa ơi, đơn trước là em chốt rồi nha, đơn này là em đi sâu nha chị ơi, đơn này thứ hai em chốt nha. Không có chốt chung được nha, áo đen. Nãy giờ chị chưa mua được luôn hả chị Hiền Nguyễn ơi. Sơ mi. Sơ mi này kiểu cánh dơi, mọi người mặc kiểu cánh dơi này rất là cách điệu, rất là đẹp ha. 56-57 chứ là bạn vừa lấy chốt em áo sọc. Áo sọc giùm em này. Đó, áo sọc nha, 56-57 kia lại ha. Áo sọc, cái này là sơ mi nha mọi người. Áo sọc này, sơ mi sọc này rất là đẹp ha, áo sọc. Áo sọc. Áo sọc ok chị nha, áo sọc nè. Áo sọc cho bao manh. Áo hồng mọi người ơi, 50-51 cái loại bạn vừa, áo hồng giùm em nha, áo hồng ba lỗ thun gân đó đẹp này. Áo hồng. Ai vô ạ? Áo hồng. Nói chung áo còn nhiều lắm. Trời ơi cái áo này bữa nè. Nhớ không? Hồng chốt cho Trinh Phan. Trinh Phan ơi, đơn trước em gửi rồi nha chị ơi, đơn này chị đặt sau em gửi, thứ hai em gửi sau nha chị nha. Áo cam 56-57 chứ là bạn vừa lấy chốt giùm em mà áo cam, áo đen cho chị Lý Hữu nha. Áo cam nha. Áo
hồng em hết rồi nha chị Út Tiên Giang ơi. Áo cam mẹ mọi người nha. Áo cam. Đây là toàn mấy cái hàng mà xả đơn không nè. Ok chị đẹp nha. Ngày thứ hai mới chốt mọi người nha, cứ mua đi nha. Rồi 52 cứ lại bằng vừa áo dây bi nè mọi người, áo bi. Áo bi nha mọi chị ơi, lấy chốt áo bi, áo hồng em hết rồi nha, áo bi nè. Áo bi thì em nha, trời bữa này sao bán cho chị nào rồi đó. Bùm lại nè, 120 ngàn hàng shop bán mấy chị ha. Hàng này vải đẹp 120 ngàn, đúng luôn, đúng giá luôn. Bán mấy chị 19 ngàn, trời ơi. Cuộc đời tôi nó xót xa như thế đấy. Áo bi cho Nguyễn Thị Hằng nè, bà có cần thầm em giữ gì không bà Hằng kia, áo bi. Sắp hết to rồi mọi người ơi. Bà có gom hàng sao gom lẹ đi, hết sắp hết rồi này. Còn 200 cái là hết rồi. Áo cam chốt cho bé mèo. Áo trắng form dấu quần 57-58 cứ lại bằng vừa áo trắng. Chị lại chốt em áo trắng nha mọi người. Toàn bộ đơn hàng thứ hai mới ship ha mọi người ha. Mọi người cứ chọn thôi đi nha mọi người. Áo trắng hôm nay nè. Đây vỡ nha. Này cái dòng dầm giật là nó vậy nè. Dầm giật là nó bom đã xả đơn ra vậy nè. Áo trắng. Ê. Cáo của cáo rêu rồi này, dùng dùng nhau này. Áo trắng cho Trần Gán My. Áo rêu mọi người, áo rêu nè, áo ren nha mọi người. Áo ren này ở ngoài nha, rất là đẹp nè mọi người, thấy không. Áo rêu 52 cứ là bằng vừa, lấy chốt giùm em. Áo rêu mẹ em nè mấy chị ơi. Áo rêu nha. Em sao dễ vậy? Hả? Dễ bằng 300 mấy ngàn thôi. Cái gì? Cúc em. Cái đầm 350 rồi. À, tập của em ạ. Ừ. 32 rồi. Áo trắng hết, áo bi hết nha. À. Đi ship hàng về hết hàng rồi. Áo rêu chốt cho chị nãy giờ chưa chốt đường hả? Áo rêu chốt chị Kim Trần nha. Mạng kém mà không mua được cái nào. Mạng kém lắm hả chị ơi. Rồi chân váy nha mọi người. Chân váy này size size 52, 52, 53 chứ đủ lại không mọi người ha. Chân váy này nó gài nút hết nha mọi người, nó gài nút hết nha. Tại vì em nó chưa có cắt phi nên em chưa nói có gài sai thì được hả? Rồi 52, 53 cái lời bằng vừa lấy chốt em mã chân váy. Chân váy kaki, có túi sau lưng, chân váy. Áo trắng nó hết rồi. Rồi lấy chốt giùm em mã chân váy nha. Rồi sơ mi, ủa sơ mi này đẹp cực kỳ mọi người. 52 cái lời bằng vừa nè. Nó nhái sơ mi lụa mọi người, lấy chốt em sơ mi. Áo rêu em hết nha mấy chị ơi. Trời em cũng không biết mấy chị ơi, cái kho của em nó còn cái gì em cũng không biết. Em nói thiệt với mấy chị luôn là em không biết luôn á sơ mi nha. Tối nay chị nào gắn chiến với em tí xíu nha mọi người. Sơ mi nha, sơ mi cho chị Nguyễn Thị Hằng này. Chân váy không ai chốt vậy. Có xài người ta cũng biết chứ nói gì ai biết được đâu chân váy. Sơ mi em hết rồi nha. Em hết sơ mi rồi chị xuống xí đỏ rồi. Mai sale hàng 35 ngàn nha. Mai sale hàng với cái hàng cao cấp sale 35 ngàn. Mai mấy chị đừng vô hút hút nha. Hết sơ mi rồi. Hết sơ mi nha. Áo đốt tay dập ly 51 cứ là bạn vừa lấy chốt em áo xanh. Áo xanh giùm em nha, áo xanh. Rồi lấy chốt áo xanh giùm em mấy chị ơi. Áo xanh nha mọi người ơi, áo xanh này. Áo xanh. Cái này bị đứt nút rồi sao ơi. Đứt nút rồi. Nó bị lỗi chứ gì. Áo xanh. Đứt đâu rồi đứt. Cái nút sau lưng nè. Cái này bị không ta. Mày cũng bị nè, để hai này riêng ra đi. Mày lại. Mày để riêng ra đi. Đẹp quá, áo đẹp quá. Chân váy chịu liếng ngủ. Chân váy chị Lý ngủ nè. Áo xanh cho chị Ngọc Lan. Ngọc Lan cho em số điện thoại địa chỉ cái gì vậy má. Áo xanh chị Ngọc Lan. Ngọc Lan cho em số điện thoại địa chỉ nha chị đẹp ơi. Mấy chị cứ mua hàng đi, thứ hai mấy ship nữa mọi người cứ lựa đi nha mọi người. Đừng có ngại mình thấy mình lựa mà có 1-2 cái rồi. Rồi này kia ha, mọi người cứ lựa đi ha. Em phát hiện ai không chia sẻ là em xả đơn nha. 50-51 cái là bằng vừa áo đỏ. Áo đỏ em đỏ nha. Em chỉ bán những người chia sẻ đã chim thôi ha. 19k nha Hoàng Linh ơi, áo đỏ.
áo đỏ nè. Hằng ơi, có cái sum này nè, lấy không? Đang sale 35.000 nè, có lấy không? Like lại cho coi. Dùm hàng đẹp á. Áo đỏ cho bao manh. Đây maxi 55 chứ lại bạn vừa maxi đó, chốt em maxi nha. 55 chứ cho lại maxi mọi người ơi, maxi giùm em nè, đã chốt em maxi luôn nha mọi người. Maxi. Maxi giùm em nha. Maxi. Cái gì vậy? Lại đi ra, đi đi ra. Maxi cho Nguyễn Thị Hằng. Này giùm này xe 35.000 này cho bà coi này. Ủa bổ sung chiếc chung của em. Đó, vậy. Chiếc chung bổ sung chiếc chung với Thu Hoàng hàng năm á. Đây này giùm này 35.000 nè, hồi nãy chị nào chưa có chốt mấy em nè. Em còn đỏ đô màu đen, màu rêu, màu xám nè. Đỏ đô đen đều xám nha, mẫu này sale 35.000 mới được nha mấy chị ơi. Hàng móc tiền của em. 55 cứ là bằng vừa giùm dài nè mọi người. Giùm dài nè. Cái này giùm cổ yếm nha, hình dung ra kiểu chứ trời. Giùm cổ yếm dài nha, 35.000 giùm này em sale 35 mấy chị ha, đi mẫu này nè. Em sale mấy chị 35 dài nha mọi người, giùm dài nha. Nó có màu xám nè, màu đỏ đô, màu rêu, màu đen. Màu đen nha mọi người, lấy chốt em giùm kèm màu 35.000 nha. Màu đen, màu rêu, màu đỏ đô, màu xám. Chị ơi, em dựa theo máy chủ nha, ai trước thì em để cho người đó trước nha. Giùm đỏ chốt cho Trinh Phan giùm này 35k mọi người ha. Giùm này em xe 35k mới được nha. Chị nào lấy nữa chốt em này, còn màu xám, màu rêu, màu đen nè. Kể mấy chị hình dung ra kiểu đúng không? Mấy chị mua thêm một cái gọi là cái dây nịt của mình nè. Eo á mấy chị, mình nịt eo vô á là mặc cái dâm này đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. Rồi còn bốn cái dâm chị đặt trước lên em đi. Màu xám, màu rêu và màu đen ha. Nãy giờ thấy cái hộp còn lại. Cột lại để nó kìa. Thì từ từ đi, nào không thấy không bỏ gì cho mẹ quá. Cái gì? Đậu quên. Thì Huỳnh á, xả đơn ra đó. Bích Dung Giang ơi, chốt rồi qua lấy tượng nha chị ơi. Mấy chị chốt trên live rồi qua lấy chứ em không có cho qua nhà lựa đâu ha. Mình lựa trên live rồi qua nhà lấy đồ thì được ha. Còn muối nè. Đem về xịt cho bà, mai đem về nhà xe. Bộ mọi người ơi, 50-51 chứ là bằng vừa mã bộ nè. 51 ký là bằng vừa mã bộ. Yeah. Chốt em mã bộ mọi người ha, mã bộ. Mã bộ nha. Bộ cho chị Trinh Phan. Cái gì chế Lan ơi, đứng dậy chị coi hả nè. Đẹp không? Thấy em mặc giống một nàng công chúa ngủ trong rừng không? Ủa thương ái có lần cũ lục chưa? Rồi bỏ vô luôn nè. Rồi tôi phải như ông đâu ông ơi. Không. Tôi làm rất là đàng hoàng. Thôi ta đi đó. Chị nó đẻ rồi. Bộ ghi chưa? Đi chưa chơi? Rồi. Xin than chưa? Rồi lai tiếp nha. Cái gì bao nhiêu chị Nhi Yến ơi? Làm em mặc 350.000 nha. Làm em mặc có bán 350.000. Rồi chân váy bút chì Quảng Châu này, không có màu khác chứ ơi, có màu à. Cái này xả đơn để đi, bữa nào gom lại xả bữa mệt chứ. Mấy cái đơn bom này để bữa nào gom lại xả bom bữa. Công chúa ngủ trong phòng hả? Chân váy 52 của lại bằng vừa chân váy bút chì mọi người ha. Chân váy bút chì hàng xịn của em theo luôn nha, chân váy. Bộ em hết nha mấy chị ơi. Có màu rồi chứ, màu kem đẹp. Có màu này màu gì? Màu này màu gì ta? Màu này màu nâu á, giống màu nâu á đẹp. Suy nghĩ lại, đang suy nghĩ có nên bán cái đầm này không, mình để lên mặt đây. Chân váy nha, hết bộ rồi mấy chị ơi, em hết bộ rồi nha. Chân váy giùm em nè. Sao mà mấy cái đơn này là cái gì vậy? 19k hết nha Duy Yến ơi, chị đang like là 19k hết nha em ơi.
19k cho khách chia sẻ livestream ha. Không chia sẻ nó không bán đâu nha mọi người, nói trước là em không có tính giá khác vậy là em không bán luôn á. Rồi 55kg là bằng vừa đầm đỏ này. Maxi đỏ 55kg đô lại mọi người ha, maxi đỏ này. Đẹp chưa? 55kg đô lại bằng vừa đầm đỏ này. Đầm đỏ đó chốt em đầm đỏ nha. Đang suy nghĩ có nên bán không hay để làm mặc cái lầm này nè. Rồi đầm đỏ mẹ em này. Đang suy nghĩ lại. Hai ngày không giao hàng cho chị Lan xả hàng cưng nhé. Con Liên hết tiền rồi. Qua cào. Em qua em cào nhà bây giờ đó. Mai giao, bữa nay ổng đi làm mực trễ quá không có giao được. Ổng đi làm mực tới trời ổng mới về, không có mai mực trễ nữa. Tới giờ ổng giao vậy được. Chân váy cho hệ thống Messenger nè. Hệ thống Messenger cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Đi. Mới mà đúng không? Ừ, khác nữa hay gì á. Có sao sao nhiều người tên Messenger quá vậy. Đầm đỏ chốt cho chị Út Kiên Giang nè. Chị Út Kiên Giang cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị ơi, chị hệ thống Messenger chị ở đâu vậy chị ơi? Hệ thống Messenger ở đâu vậy? Rồi áo đỏ nha mọi người, áo đỏ em nè. Áo đỏ 52 chứ là bằng vừa áo đỏ ha, áo thun đỏ đẹp lắm luôn á. Đây chốt em áo đỏ ha. Hello mấy chị mới vào nha. Áo đỏ nè. Để em mua. Ok Nhi Yến nha. Rồi em uống miếng nước thế nào mọi người ơi, chán nước quá. Em có like thứ hai mấy chút đâu mọi người cứ lựa thêm nha. Áo đỏ cho chị Mộng Lan rồi để riêng mai xíu cho chị luôn đi. Mai xíu cho chị Lan đi, chị La Làng rồi. Chị Lan. Chân váy size M, chân váy tennis size M có quần bên trong. Chân váy tennis size M có quần bên trong đó chốt chân váy. Chồng em nói re-ship mà còn đòi hỏi nữa hả? Có gì ngày mai ổng qua chị cào ổng lên cho em không biết đâu á. Chân váy. Chân váy trắng hả mấy chị ơi, size M nha. Lấy chốt em chân váy. Chân váy này có quần bên trong ha. Để đây cho chị Lan đi. Cái gì đây ta? À cái áo mà không có cái áo dây nè. Một con bên đi kiếm áo dây nè. Hôm nay view thấy danh Thang nha, nãy giờ em thấy danh Thang mua đồ luôn á. Chân váy chốt cho Thảo Trần Thị nè. Mọi người mua nhớ nhận giùm em nha, hàng này em xả lỗ mà mọi người còn bom em nữa là em không biết sao luôn á nha. Em cạn lời. Em cạn lời luôn á chị ơi. Mua nhớ nhận em, cảm ơn nha. Gia Lai, kiếm Gia Lai rồi. Hệ thống Messenger ở Gia Lai. Rồi 46kg là bằng vừa quần này mấy chị ơi. Quần này 46kg là bằng vừa, có độ co giãn nhẹ nè. Lấy chốt mã quần. Lấy chốt mã quần giùm em nha, anh dục cho em mấy cái hàng đi anh. Anh điện cho em mấy cái hàng đó đi. Hàng trong đây em không có lục được đâu nè. Hôm nay lục được em bán luôn à. Có áo kiểu nha em ơi. Quần giùm em nè mấy chị ơi. Chào chị Minh Phượng nha. Quần nè. Rồi quần cho chị Trinh Phan luôn nè. Trinh Phan. Gì mà nguyên cây chứ à. Rồi được rồi anh. Được rồi, được rồi. Rồi đây. Rồi được rồi, như đây được rồi. Ai biết. Hai vợ chồng nó chị. Hết quần mấy chị ơi. Rồi một cái đầm dây mấy chị ơi, đầm dây này thun gân nha. Cái đầm dây này 52 cứ là bằng vừa. Cái này là palm body mọi người ha, 52 cứ là bằng vừa nè. Còn ba cái lấy chốt giùm em mã đầm xanh nè.
chân váy chị hết rồi nha Danh Phan ơi. Rồi lấy chốt em đầm xanh nha. Dạ mai buổi tối em có like chị Sang Sang ơi. Mai buổi tối em có like nha, em xả nốt bữa nay 19k nó là hết hàng. Mai em sale hàng khác cho mấy chị ha. Mai em có hàng khác em sale cho mấy chị luôn, hàng hot tiếp luôn. Rồi lấy chốt em đầm mọi người ơi, lấy chốt em đầm xanh nha, quần chị hết rồi Nhi Yến ơi. Rồi đầm xanh giùm em mấy chị đẹp ơi. Còn ba cái nè, ba cái đầm Mirinda, chị nào chốt nốt em không kém cơm không nè. Em xả kho mọi người chịu khó ủng hộ em tí, em xả cho hết hàng nha mọi người ha. Thương em tí thế này. Đầm đen nha, lộn đầm này đầm màu xanh đen chứ không phải màu đen chị đẹp nha. Màu xanh đen á, em lấy cho chị nha chị Trinh Phan ơi. Trinh Phan này, Nguyễn Thị Kim Yến này. Nguyễn Thị Kim Yến cái này màu xanh đen chứ không phải màu đen nha. Nguyễn Thị Kim Yến. Rồi đầm xanh cho Ly Nguyễn là hết luôn này. Ly Nguyễn cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha chị Ly Nguyễn ơi. Ok, khách mới cho em thông tin nha. Có quần đùi nha em ơi, có quần đùi á. Chưa like được thôi, có quần đùi nha. Còn nhiều đồ lắm mấy chị ơi, chưa có like được á. Đợi em xíu nha. Tầm này còn nguyên ri luôn nè. Thôi nó còn nguyên ri luôn, mấy chị xả luôn nè. Tầm xu luôn nè. Tầm xu 53kg là bằng vừa. Cái này chị nào cao cao 55kg mình mặc cũng vừa. Hai đầm xuông này nó có màu đỏ nè, màu đen và màu hồng ha. Còn bao nhiêu đây, đỏ là còn nhiều thôi, màu đen màu hồng mới hứa còn một cái à. Màu hồng màu đen và màu đỏ mọi người lấy chốt em này đầm này nha mọi người. Em còn màu đen màu hồng là có mọi thứ có con cái, còn màu đỏ nó nhiều nè, màu đỏ còn quá trời luôn nè, keo luôn. Không có len ba lỗ chị ơi, hôm nay không có like len nha mọi người, len ngày mai nha. Có gì mai em sale cho mấy chị ha, bữa nay em sale cái hàng này thôi à. Rồi đầm này lấy chốt màu mọi người ha, đen đỏ hồng giùm em này. Đen đỏ hồng nha, đen chị Nguyễn Hà này. Nguyễn Hà nha, đen đỏ hồng nha mấy chị ơi. Cứ mỗi lần 19k là bị đá hả, sao xui thế. Ok chế nha, để em kiếm mà có không đã. Rồi em chốt đen cho chị Nguyễn Hà rồi. Đừng comment nữa, nó sẽ bị đánh dấu spam đó nha. Đánh dấu spam là không comment được nữa đó nha. Đỏ cho chị Ngọc Lan nè, Ngọc Lan. Ngọc Lan đỏ. Ngọc Lan ơi cho em thông tin nha chị ơi. Có đầm đi làm nha bạn ơi. Hồng cho Đặng Thị Đức nha, đầm đi làm thì đợi em ngày mai nha. Còn nãy giờ có lựa ra chưa? Đỏ cho chị Sen Sen nè, Sen Sen cho em số điện thoại địa chỉ luôn nha. Hết hồng rồi nha. Hết hồng rồi mấy chị ơi, rồi em còn màu đỏ nha mấy chị ơi, đầm xuông này còn đỏ thì lấy chốt em nha. Mấy chị ơi hàng xả kho là còn cái gì em xả cái đó cho mấy chị nha, chị đừng có bắt em like gì hết, tại vì nó còn cái gì là em sale ha. Đỏ Ngọc Lan có rồi ha. Rồi còn màu đỏ chị nào lấy chốt em nè mấy chị ơi. Không chốt em qua mẫu nha. Không chốt em qua mẫu nha, đỏ Sen Sen có rồi nha, Sen Sen Ngọc Lan có rồi này. Đỏ cho chị Liên Vũ, em hết đen nha chị Liên Vũ ơi, chị Liên Vũ có đỏ thôi nha. Mạng chị Liên Vũ bị yếu quá, comment sâu mà. Mà hơn là còn cho chị đó. Rồi ha, mẫu này ai lấy nó thì chốt em qua mẫu nha mọi người ơi. Em qua mẫu nha mọi người ơi. Rồi áo xanh 52 cứ là bằng vừa áo xanh, mọi người lấy chốt em áo xanh này. Ok chị Út Kiên Game thấy thông tin này ở Tình Tân, ok chị đẹp nha. Rồi áo xanh nè mấy chị ơi, áo xanh giùm em nha. Áo xanh. Còn nhiều đồ lắm mấy chị ơi, còn nhiều hàng lắm. Ngọc Lan có thông tin rồi hả? Ngọc Lan nói cho rồi, chị cũng giao lại. Áo xanh mọi người nha. Nè nè, cái điện thoại của em nó bị rớt rồi nha nè. Nào lao thì chứ. Áo xanh giùm em nha. Chân váy size S, chân váy size S lấy chốt em chân váy nha. Chân váy là size nhỏ mọi người ha, chân váy size nhỏ size S giùm em nha, chân váy size S. Lấy chốt em chân váy nè. Em phàn nó không lên em lai nhanh nhanh tí cho mình lên em. Có váy 2 dây cúp ngực không? Váy 2 dây cúp ngực là ngày mai chị Lan Phương ơi, mai em like nha. Rồi 55-56kg là bằng vừa áo thun mọi người, thun này thun đẹp nha mọi người. Có màu hồng. Áo hồng, lấy chốt em áo hồng này. 55-56kg là bằng vừa áo hồng nha. Sao mọi người im ru rồi nhờ? Thấy em không vậy?
chân lấy cho chị Nguyễn Thị Kim Yến mà. Em like 2-3 cái đẹp quá trời, mai chốt giờ buồn quá. Áo hồng với chị Ngọc Lan nè. Chân lấy chị Kim, Nguyễn Thị Kim Yến nè. Nguyễn Thị Kim Yến. Nguyễn Thị Kim Yến nè. Rồi ok. Tiếp theo ha. Bạn vừa áo nhung đen lấy chốt thì em mã nhung nha mọi người. 56 cái là bạn vừa cái này áo nhung nha, lấy chốt em mã nhung. Bé mèo ơi lấy áo đen gì vậy em ơi, chị chưa có lấy áo đen nào mà lấy chốt em nhung. Mọi người ơi lấy chốt nhung giùm em nè, lấy chốt em mã nhung nha, mã nhung, mã nhung giùm em mấy chị ơi, nhung nhung. Chân váy em hết nha chị Luyến Vũ, áo nhung này. Áo xanh 53 cũng là bạn vừa áo xanh mọi người nha. Theo cái này mà màu xin là rất là đẹp ha, áo xanh. Áo xanh nha. 19k nha Phương Nhi Nguyễn ơi, áp dụng khách chia sẻ livestream nha. Bé mèo ơi em lấy cái áo nhung đen đúng không? Lấy ok anh chị nha, bé mèo. Ở quên áo nhung thôi chứ quên. Áo nhung em chốt thì chị Út Kiên Giang nha, chị Út Kiên Giang có áo nhung nha. Để chốt đúng mã để khỏi mất công lộn xộn nè. Chị Út Kiên Giang có áo nhung nha. Chân váy em hết rồi nha. Áo xanh chốt cho bao manh nha, áo xanh cho bao manh nè. Ok bao manh. Bao manh. Bao manh nè. Hết áo xanh rồi mấy chị ơi, hết rồi nha, mẫu nó hết rồi. Hết rồi nha. Áo xám 56 chứ là bằng vừa mọi người nha. Áo xám 56kg lấy chốt em áo xám. Áo xám giùm em nè. Áo xám nha. Áo xám cho bao manh luôn nè. Nhiều chị mặn mặn ghê, có nhiều chị mặn yếu quá ha. Em thật em bán biết bao lâu rồi mới comment nè. Đầm hồng. Đầm hồng mấy chị ơi, 50-51 ký lại bạn vừa ha, đầm hồng giùm em nè. Lấy chốt em mã đầm 50-51 ký đô lại nè, đầm hồng ha. Đầm hồng giùm em nè. Đầm hồng, đầm hồng. Đầm hồng này đầm hồng sắc nách nha mọi người, mặc rất là mát nha, không cô tông luôn á. Ngày mai nắng lên sáng sâu rồi nha, ngày mai nắng lên ơi. Em dựa theo máy cũ mọi người ơi. Hàng em chốt là em dựa theo máy chủ đó, hai máy em nhìn hai máy em dựa theo máy chủ em chốt ha. Áo sơ mi kết ngọc trai. 52 cứ là bằng vừa sơ mi cam, chị đã chốt em áo cam. Áo cam em nha mọi người ơi. Áo cam mọi người ơi. Giờ này chắc mọi người đi coi đá banh hết trơn rồi gì á. Rồi sơ mi cam chốt cho ngày mai nắng lên luôn này. Mẹ nãy giờ chốt không được. Chứ là comment sai mã rồi đó. Này là gì ta? Cái này là một set mọi người ơi, một set là 52 cái là bằng vừa luôn ha. Set yếm á chị ơi, set yếm nha. Set một cái áo với một cái yếm mọi người ơi. Đó, yếm này mình có thể thâu dây được ha. Rồi một set yếm giùm em nè, lấy chốt giùm em set yếm nha. Xét yếm này. Ngồi lấy chốt em xét yếm nha, xét yếm này đẹp lắm luôn á. Dây mình có thể thâu tùy thích ha. Dài ngắn dây của cái yếm là mình có thể thâu tùy thích này. Cam em hết nha, rồi xét yếm cho em nè. Xét yếm cho em mấy chị nha. Màu áo nó có mấy màu lận nè. Này áo nó có mấy màu lại cho mấy chị luôn. Áo ba
lỗ. 50kg là bằng vừa 3 lỗ, 50kg là bằng vừa ha. Có màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu hồng. Chị lấy chốt nhanh giùm em này. Đen, đỏ, trắng, hồng mọi người. Hồng này, trắng này, đỏ và đen ha. Em đang live stream ha đây này. 50kg đổ lại ha, chất liệu là không cân, coi dạng nhẹ. Lấy chốt em này. Lấy chốt màu em nha, đen, đỏ, trắng, hồng. 4 màu. 5 cái, 2 cái đen, 1 cái đỏ, 1 cái trắng, 1 cái hồng nha. Đen cho chị Nguyễn Hà nè. Hồng cho Ngọc Lan nè. Em hết hồng nha. Em hết hồng rồi nha chị Trần Giáng My ơi. Đen cho Đặng Thị Đức nè. Đặng Thị Đức. Nguyễn Hà lấy trắng là ok chị đẹp nha, chị có trắng và đen luôn nha. Em còn đỏ thôi mấy chị ơi, rồi đỏ chút cho Trần Giáng My luôn là hết này. Rồi Trần Giáng My lấy đỏ là hết luôn ha. Rồi Trần Giáng My có đỏ luôn này. Hết nha mọi người ơi, em hết rồi nha. Em hết nha mấy chị ơi. Em hết ha. 19k nha Tama ơi, cho khách chia sẻ là chim vui. Áo không cân gớt tay mọi người ơi, xinh lắm luôn ha. Áo này vải đẹp cực kỳ, 53 cứ là bằng vừa áo xanh. Nói chốt em áo xanh mọi người có vải nè. Ui xồi ôi đẹp ghê luôn ha, áo xanh. Vải đẹp mọi người ơi, áo xanh dùm em nha. Áo xanh này. Sáng ơi xong chưa? Mà sao không lên vậy? Áo khoác mọi người ơi, áo khoác ba lỗ, áo khoác ba lỗ hoài nha mấy chị ơi, áo khoác. Áo khoác ba lỗ có nón nha mọi người, áo khoác đang khoác ba lỗ ha, lấy chốt giùm em áo sọc. Áo xanh cho Ngọc Lan. Rồi lấy chốt em áo sọc nè mọi người ơi, áo sọc mình lên luôn nha. Mọi người nhanh quá sao mình mua được hả? Bữa nay mình mua không được, ngày mai mình mua nè, không có gì hết nè. Áo sọc giùm em nha. Gì vậy? Sao dục tùm lum chứ nó vậy? Vậy đó chứ vậy. Áo sọc, áo sọc, áo xanh em hết rồi ha. Áo sọc này. Áo sọc nha. Bộ. Bộ 52kg là bằng vừa bộ rất tay. Áo xanh cho bé mèo. Ủa áo xanh hết rồi nha. Còn áo sọc thôi quên. Rồi 52kg là bằng vừa bộ von. Lấy trước mã bộ. Bộ em mọi người nha, lấy trước em mã bộ nè. Áo sọc cho chị Út Kiên Giang. Áo sọc chị Út Kiên Giang. Bộ em nè. Bộ cho Trần Giáng My nè. Chị Út Kiên Giang nè. Mạng yếu quá không xem được hả? Đi bán cho mấy chị luôn nè, chứ không phải là cái gì hết trơn á. Hàng còn nguyên ri luôn đây này. Em hết bộ nha. Áo xám 52 cứ là bằng vừa hàng theo con mèo là vải không đẹp, trả lại tiền em. Ủa em trả lại tiền lộn, áo xám. Nếu mua thì mặc được thì trả tiền. Áo xám. Tao lan nhanh đó nha mày. Áo xám thì mày em nha. Áo xám, áo xám. Áo xám cho chị ngày mai nắng lên. Rồi đầm maxi 55 cứ là bằng vừa đầm maxi đó, chốt em maxi. 55kg cho mọi người maxi mà em nè, đẹp chưa maxi. Đó chốt em mã maxi nha mọi người, maxi nha. Làm ai như chữ áo chà bá đang biết nữa. Maxi tự dán đi. Maxi nha, áo xám hết rồi nha mấy chị ơi, áo xám hết nha. Áo tay dài 55kg lại bằng vừa, lấy chốt giùm em mã đỏ. 55kg đổ lại mã đỏ. Xám em hết chị Thảo Pha ơi, em hết xám rồi. Mã đỏ mọi người nha, mã đỏ nè.
nè em nha. Áo kiểu 52, 53 chứ là bằng vừa áo kiểu nè, ngồi lấy chốt em áo kiểu nha, áo kiểu. Đỏ cho ngày mai nắng lên nè, áo kiểu nè em nha, áo kiểu nè. Áo kiểu nha. Áo kiểu nha, sơ mi gì chị Vân Nguyễn Thị Tường ơi. Đầm body 50-51 cái là bằng vừa, có cái vàng nút xuống mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Body 50-51 cái là bằng vừa nè, khoét eo cực kỳ đẹp luôn. Hết đỏ rồi. Lấy trước cho mẹ mã đầm sáng, đỏ em hết nha. Rồi em mới vừa like một cái áo kiểu á, chị nào lấy trước áo kiểu mẹ nha. Áo kiểu cho Ken Trần. Ken Trần, kem số điện thoại địa chỉ nha, mấy chị cứ chọn hàng đi nha, thứ hai mấy ship cho mọi người. Mọi người cứ lựa thoải mái đi ha, đầm sáng, đầm sáng. Em có ép buộc mọi người phải giao liền hay gì đâu, mọi người yên tâm đi ha, em giữ đơn cho thứ hai mới ship. Mai em like tha hồ chọn, mốt em like tha hồ chọn ha. Bữa nay mới thứ năm chứ nhiều đúng không? Sáu. Thứ năm à? Sáu. Bữa nay thứ năm mới sao? Thứ sáu rồi hả? 52 cái là bằng vừa áo hồng. Áo hồng 52 ký đủ lại áo hồng. Đầm sáng hồi nãy chị có rồi chị Nguyễn Hà ơi. Áo hồng nha, đầm sáng hồi nãy chị có rồi, bỏ coi nha. Áo hồng giùm em nè. Áo hồng nha. Bắt đầu mấy chị kêu trời im lặng khang vô ủng hộ chị tới đây. Cho comment mua hàng coi. 53 cũng là bằng vừa đầm maxi màu xanh này, lấy chốt em đầm xanh nha. Ui cái đầm này đẹp quá. Đầm maxi màu xanh này, lấy chốt em đầm xanh. Cái đầm maxi này đẹp chưa mấy chị? Mặt không bao giờ bị lỗi thời luôn. Đầm xanh, đầm xanh. Ủa sao cái tay em ghê vậy? Không biết. Đầm xanh nha mọi người ơi. Mọi người tương tác cho em một chút xíu lên này, đánh bài cho em mới coi. 53 cứ là bằng vừa áo đen hoa hồng, mua áo đẹp quá, bán 29 ngàn ổn ghê không. Áo đen hoa hồng lấy chốt em áo đen. Không có ai chia sẻ bài cho em chân á. Rồi sao em chia sẻ lại cho chị áo đen. Rồi mấy chị chơi trò im lặng rồi. Đen chị Ngọc Lan. Đen chị Ngọc Lan nè, đầm xanh chút cho chị Út Kim Lan nè. Áo sơ mi 53 có là bằng vừa sơ mi vàng nha mọi người, lấy chút em áo vàng. Áo vàng. Đầm chị mặc là 350k nha Thu Anh ơi, áo vàng. Bộ mọi người ơi, 51, 52 có là bằng vừa mã bộ. 51, 52 cứ là bằng vừa mã bộ nè. Rồi cục gì 70 ngàn cho. Cháo. Mã bộ hôm em nha mọi người ơi. Em hết áo xanh em hết rồi nha. Cha máy qua lấy. Khi khoai. Sao là ca máy qua lấy hả? Qua lấy rồi nữa rồi chỉ. Ý là mai nó qua lấy gì. Áo vàng chút cho chị Ngọc Lan. Mã bộ chốt cho Thảo Trần Thị. Mã bộ cho chị Thảo Trần Thị. Trời ơi áo trắng mấy chị ơi đây này. Ôi, áo thằng ai khách mới cho em địa chỉ nha. 53 cứ là bằng vừa áo trắng. Chốt em mã áo trắng nha. Tại sao nó đẹp như thế này mà mình sale luôn coi. Áo trắng. Không phải. Đồng giá 19k nha chị ơi. Em đang like là 19k hết nha mấy chị ơi. Em có ghim giá là trời. Ôi áo đỏ đẹp quá nhờ. Áo lộn áo trắng. Áo trắng cho bao manh. Rồi áo hồng 55 có là bằng vừa áo hồng mấy chị ơi. Lấy chốt em áo hồng 55kg đổ lại ha. Áo hồng. Hôm nay bán là phải vàng mấy chị ơi. Mình thấy mình đâu. Áo hồng. Trắng em hết nha. Trắng em hết mấy chị ơi. Áo hồng này. Áo hồng giùm em nha. Áo đen 53 cứ là bằng vừa áo đen Supreme mấy chị ơi, đẹp chưa? Áo đen mà em là áo đen, áo hồng đi chị Ngọc Lan. Ok chị Ken Trần, em thấy thông tin nhớ chọn thêm hàng để em ship hàng chị nha. Sao không thấy áo đen thấy rồi.
chị Cam Trần, Cam xin địa chỉ nó nha. Ô lộn, chị Cam Trần hãy chọn xem hàng để em tiếp nha. Sorry em quên, em lộn. Áo đen, áo đen là mày nơi mày chốt rồi đúng không? Áo form dấu quần 57-58 là bạn vừa form dấu quần nha. Rồi lấy chốt em áo đỏ, áo đen cho Nguyễn Thị Kim Yến, áo đỏ nè. À, mua đầm Quảng Châu luôn, tôi bán luôn cái đầm Quảng Châu này là cho luôn nè. Áo đỏ cho đi hết đi, áo đỏ em bán tới 12 giờ bữa nay mà người tạm nay lên trễ quá, bán tới 12 giờ luôn ha. Để xả cái hết hàng nha. Đầm maxi 55 cái là bằng vừa, đầm maxi trắng lấy chốt em mã đầm trắng. Đầm trắng, áo đỏ cho bé màu, đầm trắng nha mọi người ơi. Maxi trắng lấy chốt em đầm trắng nha. Sơ mi xanh 52 53 cái là bằng vừa này, sơ mi xanh có ngọc trai ở cổ mọi người ha. Sơ mi xanh lấy chốt giùm em áo xanh. Lai nhanh nha mọi người, lai nhanh là mình được nhiều hàng ha, để em xả cho hết có đây luôn ha. Áo xanh. Có sang comment lẻ vậy? Để chưa coi. Để chưa coi tới. Để tao nói mày comment lẻ quá đó. Rồi, lỗi rồi. Áo xanh bị lỗi rồi nha. Trời, nhiều khi tao có để ý mẹ ơi. Áo đen 55 cứ là bằng vừa tay có phối chữ mấy chị ơi, rất là xinh luôn nè ha, mấy chị thấy không, chất cực kỳ chất lừ luôn ha. Áo đen, áo đen mà mấy chị nha, áo đen em like hơi nhanh nha mọi người, chịu khó coi mẹ em nha, em like cho nhanh nhanh rồi mình qua mẫu nha. Tại em comment không. Áo đen rồi xong bắt mực luôn, mày tự thử nha. Áo đen rồi, hay quá. Đen cho ngày mai nắng lên, đen cho ngày mai nắng lên nha. Biết đâu mai mưa rồi sao trời. Mạng của chị ngày mai nắng lên cái mạng chứ bộ. Áo khoác cổ chồng mấy chị ơi, áo dạng hot đi nha, mai mưa hả? Thấy chị ngày mai nắng lên. Ai áo khoác cổ chồng, áo hot đi mấy chị, áo hot đi nha, 55 cái là bằng vừa áo xám. 55 cái là bằng vừa áo xám nha, mấy cái đơn xả để đó đi. Ủa là mai đi lấy thằng bom về đi rồi em. Rồi áo xám, em xả luôn một lượt áo xám nha mọi người. Bán gì đâu mà thấy bom hàng hoài. Bán lời dữ á. Rồi nhưng số cá thì nhiều. Hai. Rồi sao? Bớt hả? Trời ơi trời. Trời trời, người ta mua có 100 cái kìa. Nắng hên lắm á chị, mưa đâu. Rồi cái này áo đỏ mọi người nha, 53 cứ là bằng vừa áo đỏ nha. Áo đỏ, áo đỏ cái gì vậy trời, áo đỏ nha. Cái áo xám đẹp quá trời, mấy chị không mua. Áo đỏ này áo đỏ chị Ngọc Lan, áo xám với chị Út Kiên Giang mà chưa. Áo vàng mọi người ơi, áo vàng 52 53 cứ là bằng vừa áo vàng nha mọi người. Đây là cái áo kiểu nha mọi người, về mặc dưới một cái áo áo ống ở trong hồng cáo hay kia thì nó đẹp cực kỳ ha. Áo vàng nè em nha. Áo vàng. Màu trắng
50kg là bằng vừa áo trắng nha mọi người, áo trắng nha. Áo trắng là 50kg là bằng vừa áo trắng, áo kiểu cộng nơ nha. Tính bưu điện thu nha. Tiếp bưu điện thu mọi người nha. Xanh áo xanh cho Nhi Yến là áo trắng. Nãy giờ có mấy chị không cho? Mấy chị nào chưa có số điện thoại địa chỉ cho em, số điện thoại địa chỉ nha. Dán cái gì vậy? Quần cộng nơ này 53kg là bằng vừa quần cộng nơ nè, mấy chị lấy chốt em mã quần luôn ha, mã quần. Quần. Mã quần Nhi Yến cho số điện thoại địa chỉ nha, mã quần. Trắng cho Nguyễn Thị Kim Yến. Mã quần. Tặng cái gì trời. Tặng lộn. Mà comment mã trắng á, nên lộn á. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Áo tay dài 55kg là bằng vừa áo tay dài màu đỏ này, lấy chốt em mã đỏ. Quần cho chị Trinh Phan nha, áo đỏ. Nói chị mua hàng nhớ nhận hàng giúp em nha. Chị mua hàng nhớ nhận hàng giúp em nha, đừng bom hàng nha. Đừng bom hàng tội nghiệp em lắm. Áo laptop màu hồng hàng Quảng Châu chất vải là tuyết mưa 55kg là bằng vừa ha. Lấy chốt em áo hồng. Em đã xả lỗ rồi. Chị thương em gì vậy? Áo đỏ đẹp quá hả? Áo hồng. Làm body nè. Quần em hết nha, quần em hết rồi mấy chị ơi, em like tới 2 cái khác rồi mọi người ơi, tranh thủ cho hốt nha. Áo hồng cho Trinh Phan. Làm body này 51-52 chứ là bằng vừa body, có hàng nút mấy chị ơi, rất là đẹp ha. Vậy coi dẫn lên đây hàng này mà nhận về hoặc không đẹp không lấy tiền luôn này. Phép eo mấy chị đẹp lắm nhau ha. Lấy chốt giùm em đầm đầm hồng. Hồng sen mọi người, vải coi giãn là đầm hồng sen chứ không em đầm hồng. Đỏ cho chị Ly Nguyễn, Ly Nguyễn không giấu. Rồi đầm hồng, đầm hồng em nhớ, cái này là màu hồng sen. Vải đầm hồng men nó nhiều quá. Xả cho hết hàng luôn nè. Đầm hồng nha. Áo vàng này đẹp mà trời. Ừ. 53 cứ là bằng vừa áo đen, áo đen mọi người lấy cho em áo đen nha. Áo hồng em hết rồi nha chị Út Kiên Giang ơi. Áo đen. Chị lấy đầm hồng hay sao chị ơi? Lấy đầm hồng không được. Đầm này đầm tím mà. Màu hồng sen, tao đọc là màu hồng sen. Để tao. Áo đen. Mày trả lời tao hoài chứ sao? Thì nó đúng vậy mà. Rồi sơ mi cộng nơ cổ 52 cứ lại bằng vừa, lấy chốt giùm em áo xanh. Áo đen cho chị áo đen cho chị Ngọc Lan, áo xanh. Áo xanh nha mấy chị ơi. Chia sẻ lại hộ em cái mọi người ơi. Mới đẹp á. Áo hồng 53 cứ lại bằng vừa nha, cái này vải đẹp lắm nha mọi người. 53 cứ lại bằng vừa áo hồng. Áo xanh cho Ngọc Lan mấy giờ rồi? Áo hồng, áo hồng. Rồi đi đâu ngủ hết thì ngủ đi. Ai đâu quan trọng lắm. Đang xả lỗ. Ừ. Đang xả lỗ vốn mà cần gì. Chân váy. Chân váy size 29 thôi chốt em mã chân váy size 29 mọi người, chân váy size 29 thôi chốt em chân váy. Chân váy có túi nha. Rồi chân váy, áo xanh em hết rồi nha chị ơi. Chân váy nha. Chân váy, chân váy. 19.000 đủ mua giải. Ờ, 19.000 đủ mua giải rồi. Đầm yếm, đầm yếm đuôi cá ở dưới nha mấy chị ơi. 52 cái là bằng vừa đầm yếm nè, lấy chốt em đầm yếm nha. Lấy chốt em mã đỏ nè. Hai đỏ nha. Mai xả cái đống kia 35.000. Hai đỏ mọi người ơi. Chân váy 53kg đổ lại mọi người ơi. Chân váy size 29 bằng size quần jean nha. Chân váy size 29 bằng size quần jean nha. Yếm đỏ. Đầm yếm đỏ đó chốt men nha mọi người ơi. Đỏ cho Trần Gán Mi. Bộ mọi người nha, 53 tức là bằng vừa nè, bộ này mình đặt nơi mặc ha. Mã bộ. 53 tức là bằng vừa mã bộ.
giờ lấy chết em mã bộ nè. Hôm nay còn khách mới không mà khách cũ đâu chơi người ta. Ngủ hết rồi. Ngủ hết rồi. Con mã bộ nha. Trời ơi em không biết chị được bao nhiêu luôn, khi nằm chút đơn mới biết nha. Trời ơi em bán nhân cước nha, mấy chị hỏi em mấy chị được nhiêu mấy chị. Ở khó quá. Maxi xanh nè mấy chị, ôi cái maxi thổ cẩm này đẹp cực kỳ luôn ha. 55kg là bằng vừa maxi xanh. Lấy chốt giùm em đầm xanh. Cái áo không thấy. Bộ cho Ngọc Lan. Đầm xanh mày làm gì mày đụng nó quại mày. Thấy đầm đẹp rồi 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 hả? Tao ghét cái nước rồi lắm nha. Trời trời. Đầm xanh. Đừng có thấy người ta đẹp rồi 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 tay nha. Bộ em hết nha. Con mình xem thử dâu luôn. Ê, áo kiểu đẹp quá. Bán đi. 53 cái là bằng vừa áo kiểu mọi người ha. Cái này mình không có ngực mình mặc nó cũng có ngực nữa nè. Đó lấy trước em áo vàng 53kg áo vàng. Chân váy cho chị Luyến ngủ áo vàng. Mình xem từ đầu luôn. À mình xem từ đầu luôn. Dịch không có ra. Em dịch không có ra mấy chị ơi. Có mình xem từ dâu luôn. 28 anh cái giờ nha. Em hiền lành rồi. Cái maxi hổ cẩm nửa giờ đâu mua luôn á. Em bán tới 35.000 đâu mua. Trời ơi đầm Quảng Châu 55kg là bằng vừa đầm Quảng Châu. Sao còn nữa này trời. Đầm Quảng Châu này ai lấy chốt mã xám này 55kg nha mọi người. Mã xám nha. Này đầm Quảng Châu nha mọi người. Mã xám. Tôi thấy cục của bà Lan nữa kìa. Bom, có kìa, cục của bà nằm cột cột quá, không có dán gì trơn cột mà. Nằm đâu đây nè, nãy nằm đây mà. Em chỉ có dán, anh không có dán gì trơn, anh cột cột ấy mà. Sáng chị Nguyễn Hà nè. Trắng nha, 55-56 cái là bằng vừa áo trắng này. Ờ cái áo đẹp về bán 19 nha. Hết nói luôn mấy chị. Em hết nói luôn rồi, áo trắng. Em cạn lời em luôn rồi đó. Ở trong đó hết chưa anh, góc đồ luôn hết chưa? Còn nhiều không? Còn có mấy trăm hàng. Vậy, ngàn hàng thủy chúng ta được ngàn hàng. Mọi người ơi, áo kiểu 50-51 cái loài bằng vừa ha. Áo kiểu dúng đó đẹp nè, áo kiểu lấy chứ không áo kiểu nè. Áo trắng chúng chị Thảo Trần Thị nha. Em ở thành phố Hồ Chí Minh quận 4 nha chị ơi. Áo áo kiểu nè. Mọi áo kiểu này đẹp giá em lắm trời. Đổ. Ra kiểu nước thì sao. Cái áo kiểu này đẹp lồng lộn nè. Chị nào không mua là tiếc lắm luôn á. Áo kiểu nè. Mai xả hàng hot girl nha, xả hàng hot girl áo len nè mấy chị ơi. Xả hàng hot girl nha mấy chị ơi. Mai xả hàng hot girl. 55 cứ là bằng vừa ha mọi người ơi. Đây này đằng sau lưng là màu vàng vàng như thế này và đằng trước là như thế này nè mọi người ha. 55 cứ là bằng vừa, lấy chốt giùm em mã maxi, maxi nha. 55kg mã maxi mọi người ha. Maxi này vải đẹp lắm mấy chị. Maxi này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Cái mình vải của nó đẹp lắm. Còn hai cái nè. Hot girl của lòng anh hai của nó ai đập cho áo kiểu chị Út Kiên Giang nè à. Áo kiểu chị Út Kiên Giang nghe chưa mày kêu ta lấy nước cho uống. Ô xin lỗi xin lỗi lấy ta cầm nó về nó bụng quá. Ô tự nhiên đâu quá anh ơi. Không phải, đâu bên phải nè. Đâu ngay chỗ ngực nè. Đâu nhói lên á. Chứ không phải trời. Đây một cái xét nha mọi người, một xét quần nè. Cái này đẹp lắm luôn á, mặc lên form đẹp lắm luôn á. 52 chứ là bằng vừa. Đó lấy chốt nè, mã xét nha mọi người, mã xét nha. Làm cho chị Út Kim Giang nha. Mã xét. Đang nhanh là nhanh sao em ơi. Là không phải cho người ta coi mẫu chứ.
nhanh hết sức rồi đó chị ơi. Chị cũng phải thở chứ em like hồi đứt hơi sao. Nằm với chị Út Kiên Giang nha. Ôi đau quá. Xét cho chị Trinh Phan này. Đầm yếm nha mọi người, 52, 53 chứ là bạn vừa đầm yếm nha, đầm yếm đó chốt em đầm yếm nè. Mấy chị nào buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi ha, đừng có hối em quá à. Buồn ngủ thì mình cứ đi ngủ, em mai mình xem ha. Đầm yếm. Chị hối em cũng là không có được đâu. Khả năng có tới đó thôi. Sơ mi cổ trụ 53 có loại bằng vừa sơ mi nè. Chị đã lấy chốt mã sơ mi giùm em nè. Mấy giờ rồi? 11:05 phút rồi hả? Chị lại tiếp đầm yếm với chị Đặng Thị Đức. Maxi màu đỏ mấy chị ơi, ôi vòn đẹp quá. 55 có loại bằng vừa maxi đỏ nè mấy chị. 55kg ha mọi người, lấy chốt em đầm đỏ này, con đẹp quá, đầm đỏ nha. Ai hỏi giá đầm đỏ? Ừ, ngày bán từ 19.000 đây. Dần dần nhau quấn lộn. Quấn lộn nhau mua. Đầm đỏ nha, áo xanh cho chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Rồi áo này 52, 53kg là bằng vừa mọi người ha, rất là đẹp nè. Ai là áo này chốt số 1. Chị sao đầm bán 19.000 lộn tặng áo. Số 1 khủng mày, sao để tao mặc tụi như tao bán khủng mày. Số 1 nha mọi người ơi, cái gì em like qua rồi đừng hỏi em số ký ha. Em có nói số ký nghe, số ký mình vừa hạ lấy giùm em, đừng hỏi lại em nha mọi người ơi. Mọi người cứ em like nhanh đi, mọi người còn hỏi lại mấy cái vấn đề đó em biết đường trả lời luôn á. Số 1 chị Ken Trần này, quần nha mọi người, quần nè. Ê Ken T Trần hình như có lấy hàng của mình rồi không? Ken T Trần quần 50kg là bằng vừa mã quần. 50kg là bằng vừa mã quần đầm đỏ cho chị Út Kiên Giang là mã quần nha. Mã quần chưa đâu má ơi, nhớ đầu nữa. Mã quần bông hàng không có còn tồn tại trong cái livestream đâu. Em nhớ là cái rồi Ken T Trần trải hoài mà mệt quá. Còn cái Trinh Phan cái này cao hơn hả? Ừ, hỏi đi. Tam dám. Ok, Ken Trần em biết rồi ha chị đẹp ơi. Rồi Adidas 57 cứ là bằng vừa Adidas này, lấy chốt giùm em áo trắng. Áo trắng giùm em mọi người ha. Áo trắng nè. Áo trắng. Áo trắng. Sao nó còn hoài vậy ta? Tại vì bán chưa hết. Áo xanh này, form dấu quần 57kg là bằng vừa. Áo xanh này thun đẹp nha mọi người, thun hàng xóm đó nha, áo xanh. Áo trắng, áo xanh, áo trắng nãy hàng nhận lấy. Áo xanh. Áo xanh nha. Thôi cái ơi, sao đừng nói nữa nhỉ? Nói gì trời, tao làm gì mày không? Ai lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Làm xuân sọc nào chị Nguyễn Thị Phúc Hương ơi, làm xuân sọc này rồi. Ôi trời ơi, chị comment bị ẩn rồi á. Quá trời. Giờ em nổi lên. Mấy chị không, có nhiều người bây giờ mới nổi lên comment rồi nói em không chốt là vậy á. Xanh cho chị Ngọc Lan. Chị Nguyễn Thị Cúc Hương bây giờ mới nổi lên comment mấy chị thấy không, rõ ràng không, khổ ghê. Chân váy 53kg đó là bằng vừa chân váy này. Chân váy 53kg là bằng vừa, lấy chốt em chân váy nha. Chân váy 53kg đổ lại là mình mặc vừa nè. Chị Nguyễn Thị Cúc Hương giờ mới thấy comment quá trời nổi lên kìa. Chắc nãy giờ buồn lắm đi ra gì rồi. Coi được mà không mua được, trời ơi, kìa coi kìa. Comment quá trời mà nó ẩn mấy chị không, với lại mạng yếu không lên nổi, bây giờ mạng lên kìa mấy chị coi kìa.
cái gì cũng comment hết mà không mua được cái gì hết. Rồi 55, 56 cứ lại bạn vừa, áo hot đi màu xám nha, vải đẹp mọi người ơi. 56 cứ lại bạn vừa ha. Lấy chốt giùm em mà áo xám giùm em, mà áo xám nha. Thôi chị Hưng á, chị Thiền Thà nè. Áo xám. Thấy có mấy chị cứ nói là comment trước mà sao không chốt, là nó như vậy đó mọi người thấy không? Giờ mạng nó mới hiện lên, mấy chị thấy rõ ràng không? Là thì... mạng mấy chị yêu á. Chứ em không có nở lòng nào mà không chốt. Mạng mấy chị yêu với lại bỏ này vô bịch để cho Hằng nữa sao. Nè cái gì ạ? Áo sáng. Nè bỏ này cho Hằng vô nè. Dặn mấy cái này để cho nó nè. Dịch tôi nha. Bỏ bịch. Bỏ bịch đi. Lấy chị mấy cây hàng nữa coi. Thôi đi. Lấy hết cái nó đi. Lấy ngồi đi, lấy tới luôn 2-3 lần. Má. Lấy mấy cây nữa coi. Lấy đi. Đợi chút nha mọi người. Thôi đi qua. Đợi xíu em lấy hàng lai nha. Thôi gửi hai lời lắm nè, kêu lấy hàng lắm đấy. Thấy cô nè. Lấy bên đây nè, đừng lấy bên đây, bên đây có nào lấy. Có nè, dưới. Mày ôi rồi hả? Ừ. Cái chuyện dễ làm thôi mày không làm sao, mày đi làm chuyện khó khăn vậy. Đợi em xíu nha mọi người. Chụp ra là hãy qua đây chị chụp cho mất công luôn. Qua cột cái đóng mày lại nữa kìa. Đây. Nó tao quýnh mày quá. Nguyễn Thị Kim Miến ơi, chị lấy áo gì chị ơi, lấy áo xám không? Lấy áo xám không chị ơi, lấy 4 cây nữa thôi, 1 cây nữa. 1 cây nữa, xách lại đi. Cây nữa xách lại đi, đừng có dùng nữa. Áo gì chị ơi, chị lấy áo gì chị ơi? Tao không quan, tao không quan tâm tới mày đâu, hai sao mà khỏi mày nữa. Rồi áo nè. Trơn, trời ơi, áo trơn này vải đẹp cực kỳ luôn, bán luôn ha. Đẹp quá. 55 cứ là bằng vừa này, có màu đen, màu nâu, màu xanh dương, màu đen, màu nâu, xanh dương. Rồi lấy chốt em nha, bán cho mấy chị luôn 19k luôn ha. Áo này em không bán 19k đâu, tại vải đẹp lắm luôn á. Vải đẹp siêu đẹp luôn ha. Mới lỡ dục cây này em bán luôn này, xanh dương. Xanh dương, nâu, đen, lấy không bình giùm em mọi người ơi. 55, 56 cái gì thì mình nhắn. Rồi xanh dương, nâu, đen, ai biết đâu nhắn gì nữa. Chia sẻ lại giùm em mấy chị ơi. Trời ơi đẹp trời. Xanh dương, nâu và đen. Rồi ai lấy áo không trơn chốt em nè. Đen nâu cho chị Nguyễn Hà nè. Rồi còn xanh dương với đen thôi nha mọi người ơi. Dương và đen thôi. Chắc lấy mấy cái áo mặc quá. Nên cái áo không trơn hay dành mặc quá. À mà mình mặc quanh năm suốt tháng không đổi thời mà vải đẹp lắm mọi người ha. Vải đẹp 100% hàng cổ tông luôn mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Nâu hết rồi nha. Ngồi để làm một cái hai cái mặc thôi. Không bán nữa. Dịp đi. Mẫu này không bán thôi, dịp đi. Xanh cho luôn tuyết trên luôn nè. Để luôn tuyết trên một cái. Đen cho chị Út Kiên Giang nè. Chị Út Kiên Giang. Ai chốt nữa nằm tùm lum vậy ta. Đen cho Thảo Trần Thị nè. Hot đen nha. Xanh dương cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè. Đã lấy ra like rồi. Ừ lấy ra like mà sợ người ta lấy nữa. Ai bán hàng cho tao không? Em hết đen rồi nha mấy chị ơi. Em hết đen còn xanh dương này. Còn ba cái xanh dương chị nào chốt thì chốt nốt. Em đi nha. Chứ em hết rồi đó. Hàng thì chứ mấy chị ơi, có những hàng em còn nguyên riêng chưa có bán. Xanh cho Phương Nhi Nguyễn. Xanh cho Phương Nhi Nguyễn cái số điện thoại địa chỉ nha. Chị like thứ hai mới chốt đơn, nhớ vô lựa thêm mấy chị chốt đơn chị giao nha. Các mọi người đừng có lượng cáo mà bay ra, các em phải ngồi xả bán lại cho em. Tội em mọi người, tội em lắm mọi người ơi. Chờ cho cô gái đó. Mình tới giờ sàn hả sao? Tới giờ tao đẹp. Ôi đầm body sắc nách mọi người, body sắc nách hồng đẹp lắm này. 50kg lại bằng vừa, anh làm gì anh? Anh đơn ngồi làm gì vậy? Lấy băng keo. Thì lấy băng keo. Bấm đây nè. Trời ơi, nguyên cây đó. Rồi đầm hồng nha, 50kg lại bằng vừa đầm hồng nha. Đây.
Út Kiên Giang nè. Kiên Giang có xanh được không? Chưa có. Rồi đầm body cho chị Can Trần nè. Vậy? Áo khoác mọi người, áo khoác nè, áo khoác đính nút nha. À áo khoác dài nút có nón mọi người, áo khoác là 53kg là bằng vừa nè, 55kg mặc cũng vừa ha, tại hàng len co giãn nè. Em nói ít quá làm sao làm MC được. Lấy chốt em áo khoác nha mọi người ơi, áo khoác. Áo khoác giùm em nè. Rồi body nữa nè. Màu nâu nha mọi người. Ôi body nâu là đẹp ghê luôn các chị ơi. 50-51kg lại bằng vừa body nâu. Lấy chốt em đầm nâu nha. Lấy chốt em mã nâu nè. 50-51kg mã nâu nha. Ôi cái đầm body này đẹp ghê. Mã nâu mọi người nha. Mã nâu mà em vải đẹp đó mọi người. Vải đẹp nâu. Xanh cho Nguyễn Thị Kim Yến nè. Áo khoác xanh. Khoác hả? Nâu nâu nâu. Áo vàng chị ơi, 56-57kg là bằng vừa ha. Áo vàng, áo vàng lỗi làm cho chị Nguyễn Hà. Nâu cho chị Nguyễn Hà nè. Áo vàng là bị lỗi rồi nha. Lủng lỗ. Lủng lỗ. Rồi áo khoác màu hồng 55kg là bằng vừa. Áo khoác màu hồng, áo khoác hồng 55kg mọi người ơi, lấy chốt giùm em mã hồng. Áo khoác hồng không dài nha, lấy chốt em mã hồng nè. Làm nâu em hết là chị Út Kiên Giang thôi. Rồi áo khoác hồng lấy chốt em mã hồng nha. Đầm body màu xanh, ôi trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Cái đầm này mấy chị coi là không đẹp không mất tiền ha. 52kg là bận vừa đầm xanh. Áo khoác hồng cho hạnh phúc đặc anh này đầm xanh. Qua wow, cái đầm này đẹp quá trời luôn á. Đầm xanh nha. Anh mặc rồi. Đầm xanh. Yếm mấy chị ơi, yếm nè. Cái gì? Hồng cho Phương gì, hồng cho dạ, hồng cho hạnh phúc là anh dài. Ờ đầm xanh, đầm xanh. Phương Duy Nguyễn cho số điện thoại chị bao là xanh chị Nguyễn Hà. Cái này một xét yếm mấy chị, một cái áo thun gân nè. Áo thun gân là mấy chị thấy là đẹp không? 53kg là bằng vừa với một cái yếm nè mấy chị ơi. Mình mặc cái áo không cũng được ha, yếm này mình có dây tăng đưa này. Yếm mình có mình có dây tăng đưa tùy ý nha mọi người. Yếm này có màu hồng này, màu xám và màu xanh ngọc. Ba màu áo toàn là màu đen hết nha. Ba màu nha, áo thì màu đen hết. Lấy chôm em yếm kèm màu nè. Trời ơi đầm yếm mình mua mình lợi lắm. Mình lợi được cái yếm thì mình lợi được cái Ủa mới là gì vậy? Rồi xét yếm lấy chôm em là màu hồng nè, màu xanh, màu xám. Áo màu đen hết nha, hồng, xanh, xám. Lấy chút xét yếm kèm màu hạnh phúc là anh ơi. Lấy yếm màu gì này. Mà chị mua lại lợi rồi rồi. Cái đen, áo đen này mình mặc rời được. Còn cái yếm này mình mặc rời với cái khác được ha. Cái màu hồng nó bị lỗi rồi nha mọi người. Còn màu xanh với màu xám nữa ha. Xét yếm còn màu hồng, màu xanh xám nữa ha, màu hồng bị lỗi nha mọi người ơi. Xanh cho chị hạnh phúc là anh. Xanh cho hạnh phúc là anh, em còn màu xám, lấy chút màu xám em nha. Xét yếm còn màu xám nha, màu hồng bị lỗi nha mọi người. Băng băng. Đẹp ghê á. Đẹp lắm, mặc lên nó mới đẹp. Em còn màu xám, giờ lấy chút xám giùm em nha. Chồng để lên điểm xám cho bé mèo hết nha. Body thun gân, body thun gân 51 chứ là bằng vừa. Body thun gân màu đen nè, lấy chốt em mã đen nha. Đen body thun gân, lấy chốt em mã đen nè. Coi về bao nhiêu bình luận không biết, bán được mấy thẻ tao lên được mấy ngàn lắm nè. Áo đen rồi 853 rồi, 367 được xe. Mơ à. Sao bình thường
Áo hồng 52 chứ là bằng mùa nè, các bạn nó nhũ nhũ lên mới chợ đẹp lắm nha. Áo hồng nè. Áo hồng 52 ký đổ lại nha, chị lấy chỗ áo hồng nha. Áo đen chị Nguyễn Hà kìa. Áo hồng nè, ai mặc cái đầm này nó thấy bụng quá sao. Ha. Áo hồng. Biết cái đầu này. Chó sang hỏi gì không biết chưa. Quét. Nói này áo có dấu chó nè. Áo đen 55 cũng là bằng vừa, tay có dấu chân chó hai bên mấy chị ơi, tay có dấu chân chó có màu trắng hai bên rất là đẹp ha. Rồi áo đen nó chốt em mã đen nè. Đây đẹp quá. Nó chốt em mã đen nha, ba cái có ba cái áo dấu chân chó này thôi cho mọi người lấy không mình lên nha. Chó đạp lên cái áo để lại giống chung mấy chị. Áo đen. Áo đen có ba cái thôi mấy chị, là nhanh tay thì được ha. Áo đen chó. Áo đó đẹp bảo đảm. Áo đen cho anh Phúc là anh, áo đen cho chị Nguyễn Hà luôn nè. Còn một cái đen đó chị là chốt nốt luôn đi nha mọi người ơi. Rồi áo đen cho Nguyễn Thị Kim Yến luôn nè. Áo vàng 53 cái là bằng vừa áo vàng. Áo vàng không rất tốt, hay lỡ. Lấy chốt em áo vàng. Đây rồi đó. Mới con này đó. Đóng này mà mình cộng lại được 1 triệu không? Áo vàng. Biết đâu được. Mình cộng lại được 1 triệu không? Biết đâu được. Nó chơi chứ được 1 triệu, nãy giờ bán 200 cái mà. 55 cứ là bằng vừa áo xanh nè, áo vàng xanh thì lấy chốt xanh nha mọi người ơi. Áo vàng cho chị Thiên Khoan nè, áo xanh nha. Nhiều đồ mà không có giá trị. Áo xanh. Đồ hai xã hàng khác. Còn quá trời rồi xả cho hết áo xanh. Bên. Trời ơi, mấy chị ngủ bớt cái kìa. Wow. Rồi 56, 57 kia là bằng vừa áo hồng. Đây toàn là áo đẹp nha mấy chị ơi, nó may viền cổ là toàn là hàng đẹp không á. Nó toàn chạy luôn. Nó còn gì? Nó ba đi làm gì vậy? Áo hồng. Lai nhanh tốc độ luôn, xả hết kho rồi còn hàng hết rồi. Còn chừng 200 hàng gì, trăm mấy hàng nó là hết rồi. Bên đây làm chi? Bên đây chưa lựa ra, chưa biết được. Quần mấy chị ơi, 55 chứ là bằng vừa mã quần. Nói cho em mã quần. Hồng cho Nguyễn Thị Kim Yến mã quần nè. Quần giùm em nha. Chân váy có quần có gì? Quần giả váy 55 cứ là bằng vừa lấy chốt em mã đen. Quần giả váy 55 cứ là bằng vừa lấy chốt em mã đen nha. Không có bỏ đi chị Nguyễn Thị Kim Yến ơi, bỏ làm xả hết đơn nha chị ơi. Ai bỏ ra bỏ vô làm xả hết đơn ha. Rồi lấy chốt em mã đen nè. Ai bỏ vô bỏ ra rất là mệt mỏi. Rồi ai bỏ hết ra làm xả hết đơn vậy đó. Đen cho chị Thảo Trần Thị nè. Con áo quần cho ai là ta? Đầm maxi 52 chứ là bằng vừa maxi màu xanh mọi người ơi. Nó phối ở trong màu trắng ha. Quần cho Nguyễn Thị Tuyết Hoa nè. Rồi đầm xanh lấy chốt em đầm xanh nha. Quần nào? Quần đen. Đó quần trắng đó. Quần đen, quần đen chốt cho Trinh Phan. Chị đọc Thảo Trần Thị. Thảo Trần Thị đâu? À là đen cho Thảo Trần Thị đúng rồi. Thảo đen đen Thảo Trần Thị. Con này bỏ qua rồi. Rồi màu xanh, màu xanh, mắt xi xanh nó chốt em mắt xi xanh nha. Không để bên kia. À nó bị lộn kìa. Kiến Khoan ơi comment sau rồi ha, đầm xanh cho Hạnh Phúc là anh này. Đừng có ghê Hạnh Phúc là anh ha.
Em quay size L mà ngồi lấy chốt em chân váy size L mấy chị ơi, chân váy size L lấy chốt em mã chân váy nha. Em bán cho ai cũng vậy à. Chân váy size L lấy chốt em chân váy size L giục qua bên đây nè má, sáng nay chị theo cái đống đó đó. Sao cái đống đơn xả nữa kìa. Chân váy size L nè, lấy chốt em size L chân váy nha. Trời ơi, áo không thái nè. Dựa theo mấy chủ chốt nè rồi ơi. Chân váy chị bù tạc. Chân váy cho chị mù tạt nha, mù tạt cho em số điện thoại địa chỉ nha. Trời áo này em bán 45 giờ phải xe luôn giá này luôn hả chị. Áo xám 53 cứ lại bằng vừa áo xám mọi người ơi. Áo xám 53 ký lấy chốt em áo xám. Áo xám nha, ừ rồi em xả hết đơn mốt em không có bán cho chị nữa nha chị ơi. Áo xám, chị khỏi hồn em bình thường lắm, xả em xả hết đơn nha. Chân váy size L là 55 ký đổ lại vừa chị mù tạt nha, mù tạt cho em số điện thoại địa chỉ nha. Rồi. Không biết lấy nhiêu cái xả hết cho chị em đi. Bán lại cho người khác. Chứ đó hù vậy cho tôi xả là em để lại cho chị không có đâu ha. Em nó xả là em xả đó ha. Cái gì đây? Ôi một cái. Cái này là thun thái nha mọi người ơi, thun thái bán luôn nè. Thun thái đáng luôn nha. Một cái có 19k, không có đáng kể bao nhiêu hết trơn á. Xả tới xả lui cực cho người bán quá. Áo xám chốt cho chị Út Kiên Giang. Đúng rồi 19k thì một tạc cho em thông tin nha chị ơi. Thứ hai mới ship đơn cứ lựa thêm nha chị ha. Áo xám cho bé mèo. Áo xám bé mèo rồi. Áo hot đi màu xám 56, 57 chứ là bằng vừa nha mọi người. Có nón tay dài nè. Đó lấy chốt dùm em mã số 1. Chị mù tạc cho em thông tin nha. Mù tạc cho em số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Rồi cái áo thì lấy trước số 1 nha, là thông thái luôn nè, mắt lạnh nữa. Số 1. Chị mua tạc cho lựa thêm hàng để em ship hàng nha. Thứ hai em mới ship cái lựa thêm thì mềm ha. Mai lấy ra rồi lấy đơn của Nguyễn Thị Kim Yến nha, xả hết cho chị nha. Số 1 cho Thùy Linh. Số 1 cho Thùy Linh này. Có 19 ngàn mà còn xả tới xả luôn nữa. Em đã thông báo trước rồi xả là xả hết đơn, suy nghĩ kỹ hay lấy. Mà có 19 ngàn không cần suy nghĩ kỹ đâu, cứ thích là lấy thôi. Có gì phải suy nghĩ. Quần nè mấy chị ơi, 53 cứ là bằng vừa quần giả váy nè. Đó lấy chốt em mã quần ha mọi người. Cái này quần giả váy nha mọi người ha. Đằng sau lưng nè ha. Quần nè thấy chưa. Quần giả váy dùm em nha. Lấy chốt em mã quần nè. Chính Mỹ Thủy Nguyên Hải Phòng mà. Chị hỏi Hải Phòng không chị ơi. Rồi mã quần dùm em nè. Mã quần mã quần dùm em nha mấy chị ơi. Cái đó là quần giả váy nha mọi người ơi. Cái quần nó quần giả váy ha. Rồi áo xanh 55, 56 cứ là bằng vừa áo xanh này. Áo xanh thun trơn đó chứ. Quần áo cho chị xanh. Trinh Phan. Quần cho chị Trinh Phan ha. Quần cho chị Trinh Phan. Rồi áo xanh, áo xanh. Mấy bịch này bỏ hết đi. Thôi qua dẹp bớt đi anh. Rồi quần đen 53 cứ là bằng vừa lấy chốt em mã đen nè, lấy chốt em mã đen nha, quần đen 53 ký lấy chốt mã đen nha. Hết quần xám rồi mấy chị ơi, hết quần xám rồi ha. Ờ nó cứ lên lên như ma vậy. Wo hoài. Đen cho Thảo Trần Thị nha. Quần cộng 53 cứ là bằng vừa lấy chốt em caro. 53 cứ là bằng vừa lấy chốt em caro nha. Đầm em mặc 350.000 nha chị ơi. Rồi lấy chốt em caro mấy chị ơi, 19k caro, caro, caro em nè. Ở trong phía xã. Bạn cứ tưởng mình là bạn trong xã tức là mình. Thôi chị ơi, chị lấy lại giùm em đi hả? Mơ đi con. Chị chỉ muốn đặt chơi thôi. À, nên kiếm cớ. À vậy hả? Body mà. 9 chị khuyên khoan ơi, chị comment sâu rồi nha. Trời ơi có 19 ngàn à mà xả xả xả. Xả em xả hết luôn, em cũng không nhất thiết phải bán cái người đó luôn á. Có 19 ngàn à. Em cần chưa khách hàng thông minh. Không bằng ổ bánh mì mua, ổ bánh mì ăn nữa. Quá dễ. Caro cho Nguyễn Diệu Ái nè, Nguyễn Diệu Ái cái số điện thoại địa chỉ nha. Chân váy này size 26 chị ơi, chân váy nó có một túi một bên nhưng mà chị ơi, một bên túi nó có túi ha.
chân váy này size 26 để chốt hơn chân váy. Chân váy size 26 để chốt hơn chân váy nha. Mọi người ái cho em số điện thoại địa chỉ nha chị đẹp ơi. À cái này à, mai sáng mai em like tiếp ha mọi người, em sale tiếp 19k sáng mai ha. Còn hàng là sáng mai em sale tiếp. Chân váy thì chị Thiên Quang nè, sáng mai chị vô lựa thêm nè em nha. Thứ hai mấy chút đơn cứ vô lựa đi thoải mái không sao đâu. Em giữ đơn cho mà. Chân váy thì chị Thiên Quang nè. Đừng vô đây hù dọa em. Mấy cái chuyện này bình thường lắm. Vậy lỡ đó coi có gì ăn á. Gì lỗ mà. Lỡ cái bà hôm qua mình ăn đó. Thôi sợ em này rồi. Còn bán không? Maxi 55kg là bằng vừa. Maxi màu xám chị ơi, 55kg là bằng vừa nè. Mấy chú em mã xám nha. Chân váy em hết rồi mấy chị ơi. Ăn nhiều quá hả? Mốt bọc. Chân váy xám 6 chú trai rồi. À, chân váy em chốt với chị Kim Phan rồi hả? Chị gì chưa cho chị Kim gì quá. Để cho rồi kìa. Nguyễn Dư Ái nhớ vô chọn thêm để em xếp hàng nha. Thứ hai em cũng chốt đơn. Rồi chân váy đuôi cá 53 cái là bằng vừa đó chốt. Em mã chân váy là 53 cái. Chợ chân váy này đẹp mà mai lấy hả? Cái này Hoa mặc lên đẹp, đẹp quá trời quá đất mà mấy chị không lấy hả? Hoa mặc lên đẹp cực kỳ luôn á. Tâm tâm lấy hả? Em đang lấy thêm đó chị ơi. Tại vì sao không? Em về nhà nữa, đây là kho thôi à, không phải nhà em đâu. Tám cho Nguyễn Dư Ái này. Cho nên em phải về nhà chị đẹp ơi. Nguyễn Dư Ái cho em địa chỉ nha. Nguyễn Dư Ái cho em xin địa chỉ nữa nha chị ơi. Nhớ chọn thêm sản phẩm cho em nha. Áo laptop nè mấy chị ơi, 53 ký trụ áo này đẹp tuyệt vời luôn á. Chị không lấy là tiếc lắm luôn á. Áo laptop về. Chị là lấy chốt em áo vàng. Mai like ha mọi người, có gì mai like tiếp ha. Mai mặc váy xinh thế chế. Yeah. Vậy ai thêm? Có nhiều khách khen chứ bộ. Có mình nên anh là không khen hả? Thôi nghỉ nha. Nghỉ khách ơi, bao nhiêu đây đủ rồi. Mai like tiếp cho chị Nguyễn Diệu Ái. Nhớ cho em địa chỉ chị ơi. Hoặc là inbox cho em địa chỉ ha. Nghỉ nha mọi người, sáng mai. Sáng mai mấy giờ like ta? Áo vàng cho Trinh Phan mấy giờ like? 10 giờ nha. Rồi sáng mai 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ sáng ngày mai em like mọi người nha. Mẹ nào đó vậy? Mẹ nào chị kiểm hàng đúng cái chị mạo đặt mới lấy nữa vậy? Mình đâu rảnh làm bỏ thêm vô đâu. Mai mọi người ha, sáng mai ok chưa? Sáng mai 10 giờ sáng gặp lại mọi người ha. Bye bye mọi người ơi, chúc mọi người ngủ ngon nha.